Thanh Hằng xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh FC Thanh Hằng Official. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Thanh Hằng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe chuyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Hạ Bằng Tâm cắm đầu cắm cổ mà chạy. Giây phút cô bước vào thang máy là lúc anh lướt qua. Trái ngược với vẻ vui mừng của anh, cô lại thấm đẫm nước mắt. Không khí căng tin nhanh chóng thay đổi hiện trạng kể từ sau khi Hà Lạc Thần xuất hiện. Anh chẳng khác gì nam thần khi tới chốn đông người, ai ai cũng muốn chiếm hữu lấy. Đôi mắt sáng tỉnh dành, anh quay nhìn xung quanh. Hình như anh cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại chẳng thay đâu. Sự lo lắng in rõ trên gương mặt lạnh lùng ấy, sự chờ đợi phảng phất sâu trong đáy mắt anh. Thấy vậy, Lưu Tố Như bước tới ngỏ lời. Hàn Tổng, chắc là cô Hạ chưa tới. Cả phòng thiết kế chưa thấy bất cứ ai có mặt cả. Hay là anh kiêm chỗ ngồi trước đợi cô ấy? Hà Lạc Thần di chuyển tới chỗ bàn ngồi. Anh kiếm cho mình vị trí đắc địa nhất, ung dung chờ đợi. Ánh mắt anh cứ ngó nghiêng ra phía cửa, khiến Tiểu Vũ Mẫn nhất thời lầm tưởng. Diệp Vũ ghé sát tai Tiểu Vũ Mẫn thì thầm. Chị Mẫn, hình như Tổng Giám Đốc đang nhìn chị đó, mau chóng qua với người ta đi. Nhưng bọn em không sao, chị mau đi đi. Tiểu Vũ Mẫn bưng đĩa thức ăn, đứng lên, đi tới cạnh Hà Lạc Thần. Em ngồi đây có được không ạ? Hà Lạc Thần dửng dưng gật đầu. Có thể tùy. À ta hí hửng ngồi xuống đối diện Hà Lạc Thần, miệng không ngừng cười, ánh mắt thèm khát, lê tục liếc lên nhìn anh, lòng thầm nở hoa. Lạc Thần, đã lâu lắm rồi chúng ta không ngồi ăn cùng nhau thế này. Hà Lạc Thần phớt lờ đi lời nói của Tiểu Vũ Mẫn, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn ra phía cửa, lòng anh nóng hừng hực. Khi thấy Hạ Băng Tâm xuất hiện, đôi mắt anh vụt sáng như vì sao, miệng khẽ mỉm cười hiền hậu. Cảnh tượng ấy khiến Tiểu Vũ Mẫn tức muốn hộc máu. Thì ra là anh đang ngóng trông người khác. Thì ra anh chỉ xem à như kẻ vô tình, chưa từng để ý tới. Hạ Băng Tâm nén bước chân trước cửa, ánh mắt thất vọng tràn trề. Cô nhìn anh rồi vô tình thu lại tầm nhìn, đi thẳng tới chỗ bàn xà tít. Sự ồ ám trên khuôn mặt cô khiến anh cảm thấy khó hiểu. Suốt cả bữa ăn, anh liên tục nhìn cô, nhưng vẫn luôn bị cô phớt lờ như chưa từng thấy. Cảm giác ấy thật sự không dễ chịu một chút nào. Sự căng thẳng giữa hai bọn họ khiến Lăng Vi và Bạch Tử Hiên ngồi cạnh cũng phải dè chừng. Chỉ sợ nếu có chiến sự xảy ra thì bọn họ sẽ là người phải hy sinh trước. Lăng Vi ghé sát tai Hạ Băng Tâm thì thầm. Theo tôi thấy, mối quan hệ giữa Hàn Tổng và Tiêu Vũ Mẫn không giống như cô Thà nói đâu. Nãy giờ theo tôi để ý thì Hàn Tổng chỉ chú ý tới một mình cô, không hề mảy may để tâm tới cô ta một chút nào cả. Ánh mắt Hạ Băng Tâm như xét điện đánh ngang đầu Lăng Vi, đôi đũa trên tay bị cô hành tới mức sắp gãy làm đôi. Không liên quan gì tới tôi cả. Miệng nói thế nhưng tình hình không phải thế. Cứ mỗi khi thấy Tiêu Vũ Mẫn cố ý lại gần anh diễn vẻ thân mật thì Hạ Băng Tâm tức nổ đom đóm mắt. Da mặt cô căng phồng như giãn nở, đôi lông mày nhấp nhô như đỉnh núi trong sương mờ, hai má đỏ ửng như gốc vừa chín tới. Hình như cơn phẫn nộ đã áp đảo lấy thân hình mỏng manh của cô, khiến cô không cách nào chế ngự nổi. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Vũ Mẫn khoác tay Hà Lạc Thần khiến Hạ Băng Tâm thật sự không chịu nổi nữa. Cô đập mạnh đôi đũa xuống bàn, liếc nhìn vẻ đắc ý của Tiểu Vũ Mẫn, đành thép nói lớn. Tôi ăn no rồi, Lăng Vi, đi thôi. Thấy vậy, Hà Lạc Thần vội vã rút cánh tay Tiểu Vũ Mẫn đuổi theo. Vừa lúc cô định bước vào thang máy, liền bị anh kéo lại. Anh không nói không rằng kéo cô đi xa chỗ hành lang ẩn khuất. Rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy? Cô cố ý né tránh đi ánh mắt anh, lắc đầu. Không có gì. Anh có việc gì không? Nếu không thì em đi đây. Nói xong thì cô rời đi,
như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô rõ ràng là đang phớt lờ anh, nhưng khi anh kịp phản ứng thì bóng dáng cô đã khuất hẳn. Khi quay trở về phòng làm việc, Hà Lạc Thần cố ý hỏi Lưu Tố Như. Hôm nay tôi đã làm sai gì rồi sao? Lưu Tố Như nhìn thấy vẻ rối não của sếp, không nhịn được cười. Từ khi cô theo anh cho tới nay cũng đã cho 5 năm ròng rã, nhưng chưa bao giờ thấy anh rơi vào thế bị động như hiện tại. Có lẽ tình yêu là thứ đưa con người ta lên tận 9 tầng mây, nhưng cũng là thứ khiến người ta rơi xuống 18 tầng địa ngục. Một người trước nay đều không mang tới thế sự yêu đương như anh, nay lại trở nên đờ đẫn vì một người. Sếp, anh quá sai rồi. Đôi lông mày qua Lạc Thần nhíu lại, anh hỏi tiếp. Tôi sai sao? Sai ở đâu chứ? Lưu Tố Như phải bật cười thành tiếng trước sự bối rối của anh. Anh muốn làm cô hạ vui mà lại đi ngồi cạnh người phụ nữ khác. Anh muốn cô ấy để ý mình mà lại để cô gái khác thân mật kế bên. Lần này xem ra cô ấy giận thật rồi đó. Nghĩ lại cũng phải, bà nãy là do tôi quá sơ suất rồi. Cô ra ngoài làm việc đi. Hà Lạc Thần đứng ngồi không yên một mình trong phòng làm việc. Trong đầu anh cứ hiện lên dáng vẻ tức giận ngông cuồng của cô, càng cố sổ tàn lại càng hiện rõ. Nó cứ đeo bám anh khiến anh cảm thấy phiền lòng. Buổi chiều sau tan ca, Hà Lạc Thần đứng trước cửa thang máy cạnh phòng thiết kế chờ rất lâu nhưng chẳng thấy Hạ Băng Tâm xuất hiện. Chẳng lẽ đã về trước rồi sao? Anh tự mình lẩm bẩm. Đúng như anh dự đoán, Hạ Băng Tâm đã về nhà từ sớm. Anh vừa mở cửa phòng định nói gì đó thì cô đã lướt vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Lúc cô quay trở ra, anh lại định giải thích thì cô đã đi ra ngoài, bỏ lại anh với tiếng đập cửa. Anh ngồi bệt xuống giường, chù mùi mắng nhắc. Bỏ đi, sao tôi phải giải thích với em chứ? Nếu em không muốn nghe thì tùy vậy. Bữa tối hôm đó, không khí trong gian bếp nhà họ Hàn đọc quánh lại. Hòa khí giữa Hàn Lạc Thần và Hạ Băng Tâm gần như bằng không. Sự lạnh lùng của anh cũng không ức chế nổi tinh khí ngang ngạnh của cô. Cho dù anh có nói gì và làm gì thì cô vẫn cứ cố chấp không chịu nghe. Điều đó khiến ông bà Hàn đều lo lắng. Hai bọn họ liên tục đảo mắt nhìn nhau, đùn đẩy để đối phương lên tiếng trước. Cuối cùng Hàn trung chính mở lời. Băng Tâm, có phải Lạc Thần nó lại bắt nạt con rồi không? Hạ Băng Tâm lắc đầu. Không có. Vốn dĩ Giang Bách Hợp định hỏi thêm vài điều nhưng bị ánh mắt dầu dĩ của Hạ Băng Tâm cản đường. Bà chỉ đành thu lời, khẽ thở dài, thì thoảng lại để ý tới vẻ mặt cô khiến bà ấy có chút đau lòng. Sau bữa tối, nhân cơ hội Hà Lạc Thần rời khỏi nhà, Giang Bách Hợp tìm Hạ Băng Tâm trò chuyện. Tâm Tâm, hôm nay con làm sao thế? Con không sao. Nét mặt Băng Tâm xám xịt. Cho dù cô cố che giấu như thế nào thì Giang Bách Hợp vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Bà nắm lấy tay cô, giọng nói thò thẻ, thâm tình. Có những chuyện con phải tự mình nói ra thì mới có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Thay vì con cứ tự giày vò bản thân, chỉ bằng con cứ nói ra cho mẹ nghe thử. Hạ Băng Tâm xót thương nhìn vào đôi tay có những nếp nhăn đang nắm chặt lấy bàn tay mình, khóe mi cô rừng rừng. Cảm ơn mẹ, nhưng con thật sự không sao cả, vẫn ổn à? Giám Bích Hợp thút thít mấy tiếng, bàn tay nhẹ xoa đầu Hạ Băng Tâm rồi cả dặn. Thế thì tốt, nhưng nếu có chuyện gì thì con nhất định phải nói với ta, được chứ? Dạ, Băng Tâm mỉm cười gật đầu. Cũng lâu rồi hai mẹ con mình không đi mua sắm, hay là ngày mai chúng ta cùng tới trung tâm thương mại một chuyến đi? Hạ Băng Tâm bối rối, cô ấp úng đáp. Nhưng mà... Lời còn chưa ra khỏi miệng, cô đã bị Giang Bách Hợp cắt ngang. Phải chăng bà ấy nhìn ra tâm tư của cô, biết rằng cô sẽ biện cớ mà chối từ? Mai là ngày nghỉ cuối tuần, con không được từ chối cho dù bất kỳ lý do gì. Đương nhiên Hạ Băng Tâm không thể nào đưa ra được lý do gì khiến Giang Bách Hợp ưng thuận cả. Sáng sớm hôm sau, Giang Bách Hợp cố ý đứng bên cầu thang ngáng chân Hàn Lạc Thần lại. Tâm Tâm của mẹ thức dậy chưa? Mới sáng ra, mẹ đã hỏi cô ấy làm cái gì? Hôm nay, mẹ hẹn con bé đi trung tâm thương mại. Vừa kịp lúc, Hạ Băng Tâm đi từ trên cầu thang xuống. Hà Lạc Thần dựa lưng bên tường, vờ ho nhẹ hai tiếng, rồi nói. Đúng lúc hôm nay, con cũng không có việc gì làm.
tài xế của mẹ lại có việc bận, hay là để con đưa hai người đi? Giang Bách Hợp cười nhạt rồi thẳng thắn đáp, không cần, tài xế của mẹ không bận gì cả. Hà Lạc Thần ngoái đầu về sau, liếc thấy Hạ Băng Tâm mỗi lúc một tới gần, anh bèn ghé sát tai Giang Bách Hợp thầm thì, bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Win được chứ? Bờ môi Giang Bách Hợp hé lên nụ cười tình dành, một phần vì có được thứ bà muốn, một phần vì đứa con trai cuối cùng cũng biết cách hy sinh một thứ để đổi lại thứ khác quan trọng hơn. Quả thực khi ở cạnh Hạ Băng Tâm thì con trai bà đã thay đổi đi nhiều. Được rồi, dù sao tài xế cũng bị ốm, được con theo làm chân sai vặt vậy. Hà Lạc Thân khẽ thở dài trong lòng, thật không ngờ một người kiêu ngạo như anh cũng có lúc bị biến thành con rối trong tay người khác. Đi thôi, Hà Lạc Thân nhếch môi nói. Hạ Băng Tâm ngạc nhiên quay sang hỏi, đi đâu cơ? Tất nhiên là tới trung tâm thương mại rồi. Phụ nữ đi mua sắm, anh đi làm cái gì? Anh nhếch môi cười nhạt, là mẹ muốn anh đi làm tài xế, hết cách, phải chiều theo ý mẹ thôi. Ánh mắt Hạ Băng Tâm quay sang nhìn Giang Bách Hợp, ý muốn thăm dò. Phải, là mẹ bảo nó đi cùng đó. Giang Bách Hợp trả lời. Suốt cả ngày hôm ấy, Hà Lạc Thần bị hai người phụ nữ hành xác tơi tả, đường đường là tổng giám đốc của một công ty có tiếng nhất nhì trong nước, mà hiển nhiên bị biến thành chân chạy vặt trong trung tâm thương mại. Bình thường nếu không là kẻ hầu người hạ thì cũng là cờ bừng nước rót. Hà cớ gì hôm nay anh lại chọn ở đây cực khổ thế này? Nhưng cứ mỗi lúc anh định từ bỏ liền bị nụ cười của cô thu hút. Nó chiếm lĩnh lấy lý trí anh, không cho anh cơ hội làm chủ mình. Đã nhiều tháng họ ở bên nhau nhưng anh hiếm hoi thấy được nụ cười ấy. Phải chăng thường ngày anh quá nghiêm khắc với cô? Phải chăng ngay từ ban đầu chính anh là người đã vạch ra giới hạn cho mối quan hệ này? Phải chăng đây là nghiệp mà anh phải trả cho những sai lầm mà mình gây ra? Trong lúc anh đang thẫn thờ liền bị Giang Bách Hợp vỗ lên vai làm cho tỉnh táo. Nhìn gì mà nhìn, có đứng đó nhìn hàng vạn năm cũng không làm người ta nguôi giận được đâu. Lát nữa mẹ sẽ biện cớ vào trong thủ đô, có tìm cách lựa lời mà xin lỗi nó một câu đi. Hà Lạc Thân ngạc nhiên hỏi lại, sao mẹ biết là cô ấy đang giận con? Giang Bách Hợp bĩu môi tỏ vẻ xanh xỏi mọi thứ trên đời. Phụ nữ với nhau mà còn không hiểu nhau hay sao? Nói xong, Giang Bách Hợp bèn đi ngay vào cửa hàng thời trang phía trước, bà tìm cớ thử đồ tạo nên không gian riêng cho hai con. Hà Lạc Thân cũng không phải người dễ bỏ qua cơ hội. Anh rảo bước tới gần Hạ Băng Tâm, hai tay chống trên sau dựng đồ, người dựng song song với cô, hai khuôn mặt đối diện nhau. Có phải là em đang hiểu lầm gì anh không? Đôi mắt trong veo của Hạ Băng Tâm chậm chậm ngước nhìn lên, môi cô nhếch lên nụ cười vờn nhẹ. Không có. Anh cúi sát dần về phía cô, luồng hơi thở nhẹ nhàng phảng phất bên tai khiến nó đỏ ửng. Thật sự không có sao? Nhịp tim Hạ Băng Tâm đột nhiên hỗn loạn khiến thần thức cô không tỉnh táo nổi, giọng cô lắp bắp theo. Anh muốn làm gì? Giọng nói của anh pha pha mang theo hơi thở thông vào lỗ tai cô. Đương nhiên là muốn em nói ra sự thật. Trái ngược với sự mạnh bạo của anh, cô có chút run rẩy. Sự thật gì chứ? Ở đây đông người, anh đừng có mà làm bừa. Anh nhếch môi cười nhẹ, nụ cười sành mãnh như quái thú thống trị rừng xanh. Chúng ta có giấy đăng ký kết hôn mà, vợ chồng thân mật, chắc là chỉ bị người ta dị nghị một chút thôi, không ảnh hưởng tới pháp luật đâu. Hai bờ môi cô mím chặt tủm tỉm cười, cô không tức giận chỉ thấy ngại ngùng. Lưu manh, em có nói hay là không? Ánh mắt Hà Lạc Thần nhìn trực diện vào đáy mắt cô, luồng ánh sáng tự tin và khoáng đạt như thắp rực nơi trống rỗng nhất trong đôi mắt ấy. Anh đứng dậy trước đi rồi nói. Được thôi. Anh nghiêm túc đứng thẳng người dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô như đang sốt sắng chờ đợi. Cô hít thở một hơi rồi cũng lên tiếng hỏi. Tiểu Bù Mẫn là thanh mai trúc mã lớn lên bên anh từ nhỏ? Anh gật đầu. Phải. Hạ Băng Tâm mím môi cố ghi cảm xúc, tiếp tục hỏi. Giữa hai người có hôn ước? Hà Lạc Thần ngớ người một chốc rồi lắc đầu. Không có. Em cần anh nói rõ chuyện này, sao lại có tin đồn
giữa hai người có hôn ước. Lần đầu tiên, một luồng thông tin khiến Hà Lạc Thần phải bật cười thành tiếng. Em là vì chuyện này cho nên mấy ngày qua mới lạnh nhạt với anh sao? Là ghen ư? Điều đó khiến Hạ Băng Tâm càng thêm phẫn nộ, cô liếc mắt nhìn anh. Hà Lạc Thần, anh nghiêm túc chút có được không? Tàng bằng anh xây dựng mấy mươi năm tan chảy chỉ trong một chốc, hình ảnh anh bây giờ chẳng khác gì ánh nắng mùa đông. Sau bao năm vạn vật bị đông cứng, anh hoàn toàn không còn là chính mình khi đứng trước mặt cô. Tôi anh không biết tin đồn ấy từ đâu mà ra, nhưng giữa anh và Tiêu Vũ Mẫn hoàn toàn không có hôn ước nào cả. Trước kia bố cô ấy có công cứu ông nội anh, cho nên anh mới có đối xử đặc biệt hơn so với bao nhân viên khác ở công ty. Có điều nếu em không thích thì từ nay anh sẽ không làm vậy nữa. Hạ Băng Tâm tủm tỉm cười, lòng cô nhẹ nhõm hơn hẳn. Thế sao anh không cưới cô ấy trả ơn giống như đối với em? Câu hỏi ấy khiến Hà Lạc Thần bỗng trở nên bối rối. Được rồi, em đừng có mà được voi đòi tiền. Anh đã trả lời xong thắc mắc của em, không được hỏi thêm bất cứ điều gì nữa cả. Nói xong, anh bèn luống cuống rời đi, để lại cô sau lưng với bao trăn trở chưa được tháo gỡ. Có điều, sau khi biết rõ mối quan hệ giữa anh và Tiêu Vũ Mẫn, lòng cô như gỡ được mấy cuộn tơ tằm. Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì Giang Bách Hợp cũng thu đủ xong, bà ta hoan hỉ bước tới gần Hạ Băng Tâm hỏi hàn. Thế nào rồi, nó đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với con chưa? Hạ Băng Tâm gật đầu. Dạ rồi. Giám Bách Hợp có vẻ ưng thuận, bà khẽ chạm tay lên đôi tay mềm mại của Hạ Băng Tâm, sự dịu dàng mà bà đối với cô ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Thế thì tốt, thực ra Lạc Thần không phải là người dễ mở miệng giải thích với người khác đâu. Nó chịu nói sự thật với con, chủ động muốn tháo gỡ hiểu lầm thì chứng tỏ nó xem con là người quan trọng đối với nó. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều, cứ hiểu cho ý tốt của nó là được. Dạ. Không khí mua sắm giữa ba người họ trở nên thoải mái hơn, mọi nỗi sầu ưu gần như tan biến, tạm thời lãng quên đi bao nghĩ suy, thả hồn mình vào thiên đường mua sắm. Ánh trăng dọi vào bên khung cửa sổ phảng phất nửa gương mặt điển trai của anh. Ánh sáng tuy không rõ nhưng dường như không những không làm lu mờ đi vẻ đẹp của anh mà còn tô thêm sắc màu thượng ẩn. Đột nhiên anh nghiêng trở mình, tấm chăn mỏng cũng theo đó mà rơi xuống đất. Thân thể anh co ro lại, có lẽ do hơi lạnh đang ngấm dần vào da thịt. Cô vội vã bật người đứng dậy, tiến tới kéo tấm chăn đắp lên người cho anh, và còn nhân lúc anh say ngủ ngồi sủng xuống bên cạnh vuốt ve âu yếm. Đôi bàn tay mềm mại của cô chạm nhẹ lên từng sợi tóc xuống vầng trán thông minh tới gò má mềm mại, rồi dừng lại ở đôi môi hồng cánh sen quyến rũ. Cô không nhớ rõ mình đã chạm lên đôi môi ấy bao nhiêu lần, nhưng cô lại nhớ rất rõ cảm giác ngọt ngào những khi ấy. Có lẽ cô đã yêu anh mất rồi. Khi anh tỉnh giấc vẫn còn cảm giác ấm áp của một đôi bàn tay thiên thần để lại trên gương mặt mình. Anh ngước mắt sang nhìn cô, dáng ngủ bá đạo ấy theo vô thức đã trở thành thứ gì đó rất đáng yêu trong mắt anh. Khuôn mặt cô lúc ngủ tựa thiên thần, làn môi như mẩm tơ êm ái. Anh không kiềm được, chậm chậm cúi nhẹ hôn lên môi cô. Cảm giác sáng mai tràn đầy năng lượng, mọi thứ trong mắt anh đều ngọt ngào. Không biết lúc cô thức dậy có còn cảm nhận được dư vị của nụ hôn ấy hay không. Dường anh lại mơ mộng suốt một ngày đằng đẵng, người ta phải kinh ngạc khi nhìn thấy anh thi thoảng lại thẫn người ra, lại gần như đột quỵ vì bất chợt trên bờ môi anh hé lên nụ cười ngốc. Cũng không ít người bắt gặp anh thường xuyên đi tới phòng thiết kế trong tinh thần hào hứng. Bản thiết kế dự án Đồng Xuân đã hoàn thành chưa? Hà Lạc Thần hỏi. Lòng Vi gãi đầu đứng ngớ người ra, cô ấp úng đáp lại. Hàn Tổng, bản nãy anh đã tới lấy rồi mà. Anh lại kiếm lý do hỏi tiếp. Thế thiết kế cốc tình yêu? Anh cũng vừa lấy bàn sáng. Dự án kết hợp với San Xin thì sao? Đã gửi bàn thảo vào email theo lời anh căn dặn. Dự án áo gió mùa đông đã hoàn thành chưa? Bây giờ chắc là đã ra sản phẩm mẫu rồi đó sếp. Hà Lạc Thần đang định hỏi tiếp liền bị Hạ Băng Tâm cắt ngang. Sếp, anh là đang cố tình làm khó phòng thiết kế hay là đốt thời gian giúp chúng tôi thế hả? Đương nhiên là không phải.
Tôi chỉ muốn kiểm tra tiến trình công việc thôi. Hạ Băng Tâm chu môi, thổi phù một hơi, cố nghiến răng nghiến lợi, thẳng thắn đáp. Sếp là chủ công ty, không lẽ những thứ đơn giản ấy là không nhớ? Tôi cho rằng là sếp đang cố ý. Bờ môi Hạ Lạc Thần nhấp nhô định cười, nhưng rồi lại cố nhẫn nhịn, anh nghiêm túc nói tiếp. Chính vì là chủ, cho nên công việc sẽ rất bận, cho nên không thể nhớ rõ hết mọi chuyện là lẽ tất nhiên. Hạ Băng Tâm phẫn nộ, cô cứng họng nói tiếp. Ông chủ Hàn à, ông là đang làm cản trở công việc của chúng tôi nữa đó. Sau một lúc giảng co bất thành, Hạ Lạc Thần mới chịu rời đi. Cả Lăng Vi và Bạch Tử Hiên đều bị sự căng thẳng làm cho run rẩy. Ui trời, cuối cùng cũng đuổi được lãnh tướng đi, Lăng Vi than thở. Hai người có thấy sếp hôm nay lạ lắm không? Hai cặp mắt đột nhiên cùng đổ dồn về phía Hạ Băng Tâm, cố lắc đầu lia lịa phủ nhận. Đừng nhìn tôi không biết gì cả. Buổi chiều khi tan ca, Hạ Băng Tâm vừa ra tới cửa đã gặp Kiều Thanh Tịnh đang đứng chờ sẵn. Băng Tâm. Hạ Băng Tâm ngạc nhiên bước tới, cô khẽ mỉm cười hỏi. Bác sĩ Kiều, sao chị lại tới đây? Kiều Thanh Tịnh nở nụ cười hòa nhã để đáp lại Băng Tâm. Là Lạc Thần nhờ chị thường xuyên nói chuyện với em. Có điều chị lại không có số điện thoại của em, cho nên chị đành tìm tới đây thôi. Chị không làm phiền em chứ? Không phiền, không phiền. Là em làm phiền chị mới phải. Hạ Băng Tâm cười gượng đáp. Sự thân thiện của Kiều Thanh Tịnh khiến Hạ Băng Tâm cảm thấy dễ gần và thân thuộc. Không sao, dù gì thì tan ca về nhà cũng chỉ có một mình, chỉ bằng tìm em nói chuyện. Cảm ơn chị, bác sĩ Kiều. Đừng gọi bác sĩ Kiều mãi như vậy, cứ gọi chị Tịnh là được rồi. Dạ. Hai người họ cùng tản bộ đi tới công viên gần đó, rồi cùng ngồi xuống cạnh bên ghế đá trải dọc theo con đường thành thang. Nếu em không ngại, em có thể chia sẻ cùng chị quá khứ của em, có được không? Biết đâu khi nói ra được thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Khóe mi Hạ Băng Tâm cay cay, dòng lệ tuôn trào trên hai gò má. Ánh mắt cô thẫn thờ nhìn hàng cây khẳng khiu đã rụng hết lá. Cô nói, 7 năm trước ở Yên Xuân, em không biết vì sao lại bị người ta chụp ảnh nhạy cảm đăng trên mạng. Người ta đồn thổi những lời lẽ cay nghiệt. Người ta nói em là đứa trẻ hư đốn. Thậm chí họ còn mắng mẹ em không biết dạy con. Em vốn là đứa không cha, lại thêm chuyện đó nữa, hai mẹ con em dường như bị cả xã hội xa lánh, phải bỏ đi biệt xứ. Đôi mắt Kiều Thanh Tịnh tròn xoe, cô luyến láy mãi mới nền câu. 7 năm trước, khi ấy em mới 15 tuổi sao? Nhắm chặt hai mắt để cố nuốt nước mắt vào trong, Hạ Băng Tâm gật đầu, giọng nói cô rung rung đầy xúc động. Phải, khi ấy em mới chỉ 15 tuổi, em cũng chưa từng hại ai, chưa từng làm gì ác. Nhưng tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Câu chuyện ấy khiến Kiều Thanh Tịnh cũng phải quặn lòng. Chẳng trách Hạ Băng Tâm mãi vẫn không thể buông bỏ được. Thực sự đó là một điều quá khủng khiếp mà một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi phải chịu đựng. Em đã từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy mẹ em lại không đủ can đảm. Em sợ mẹ lại buồn thêm, sợ mẹ cô đơn, sợ mẹ sẽ không còn ai bầu bạn nữa. Nhưng không ngờ mẹ lại ra đi trước em, bỏ lại em một mình trên nhân thế. Kiều Thanh Tịnh nắm chặt đôi tay run rẩy của Hạ Băng Tâm khẽ an ủi. Mẹ em chưa từng xa em, chỉ cần trong lòng em luôn nghĩ tới bà ấy thì bà ấy vẫn luôn ở bên cạnh em. Chị nghĩ mẹ cũng mong em sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, có thể sống như những người bình thường khác. Phải, em đã mang theo nó quá lâu rồi, cũng đã đến lúc cần buông bỏ. Hạ Băng Tâm khẽ lau nhẹ nước mắt xụt xịt mấy tiếng. Kiều Thanh Tịnh gật đầu. Ừ, chỉ cần em dũng cảm đối diện với nó thì sẽ gỡ bỏ đi những khúc mắc trong lòng. Nó chính là chìa khóa để em vượt qua ngưỡng cửa tâm lý. Băng Tâm, em bây giờ khác với trước kia. Ít nhất em còn có chị, có chuyện gì cứ tâm sự cùng chị. Như thế có lẽ em sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Đừng sợ làm phiền chị, cứ xem chị như là người thân của em vậy. Đôi môi Hạ Băng Tâm cười trong nước mắt. Tự nhiên có người chị trên trời rơi xuống, đúng là hạnh phúc thật. Hai cô gái âu yếm nhìn nhau, như thể giữa họ có nhân duyên oan nợ kiếp trước còn sót lại, kiếp này vừa gặp đã quen, vừa trò chuyện đã trở thành tri kỷ. Cuộc trò chuyện kết thúc thì trời cũng đã sẩm tối lại, thời tiết càng về đêm càng lạnh. Hạ Băng Tâm sải bước trên con đường tấp nập
lòng cô hướng về những ký ức xưa cũ. Có những chuyện bắt buộc phải tự cô làm thì mới có kết quả. Những năm qua, cô trốn tránh đủ rồi, cô muốn bản thân mình vùng lên, chống lại chính mình, chống lại bản năng tiềm ẩn để tự bảo vệ bản thân. Hà Lập Thần nãy giờ cứ lên xuống nhà không biết bao nhiêu lần. Tâm anh bất an thì nhìn bất cứ thứ gì cũng cảm thấy trướng tải gai mắt. Cứ hễ có gì đó cản đường, anh lại giận dữ, quát tháo, đá bay đi. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh vội vã chạy xuống nhà. Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh khi nhìn thấy người vào không phải là cô. Cậu chủ, cậu cần gì sao? Không, dì cứ đi làm việc của mình đi. Anh ngồi bệt xuống ghế sofa, hai tay buông xõa trên đầu gối, vẻ mặt sưng xỉa, đầy giận dữ. Không đúng, giờ này họ phải nói chuyện xong rồi mới phải. Sao cô ấy còn chưa về? Hà Lộc Thần tự mình lẩm bẩm. Không cưỡng được lòng mình, Hà Lộc Thần đi ra trước cửa lớn để chờ đợi. Gió đông lạnh lẽo hắt vào người khiến anh tê tái, vẻ mặt ngóng trông nhìn ra đầu ngõ. Cứ mỗi khi có người sẽ vào lại nhăn nhóm tìa hy vọng. Thật không ngờ chờ đợi một người nó lại điên đảo tới như vậy. Nhưng khi thấy bóng hình cô thấp thoáng từ đằng xa, anh lại vội vã lẩn trốn đi. Suy đi tính lại, vẫn có gì đó không đúng lắm. Sao anh lại phải trốn? Cuối cùng anh vẫn tiến về phía cô, giả vờ làm hành động như đang tập thể dục. Sự xuất hiện của anh khiến cô có chút ngạc nhiên. Cô hỏi: muộn thế này rồi, anh có đi đâu vậy? Ngoài trời lạnh lắm. Hà Lập Thần xịu mặt, dáng vẻ ấy của anh thật sự khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Biết trời lạnh, biết muộn rồi mà giờ mới chịu về sao? Ồ, thì ra anh là đang đi tìm em sao? Không phải, là đi tập thể dục. Hà Lập Thần ra vẻ làm cơ. Hạ Bằng Tâm chỉ cười trừ mà không nói gì nữa. Cô đi trước, anh bước theo phía sau, cả hai cùng đi vào nhà. Giấc ngủ đêm ấy, cả anh và cô thì thoảng lại lén nhìn đối phương, lòng mang một nỗi ấm áp khó tả. Dần dần họ đi vào giấc mộng say từ lúc nào không ai hay. Chỉ biết được khi tỉnh giấc, sự ngọt ngào đã tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Vì có cuộc họp sớm cho nên Hà Lạc Thần không kịp cho Hạ Băng Tâm cùng đi làm. Anh cố ý nén lại cho cô thức giấc để can dặn: hôm nay em tự mình tới công ty nhé, anh có chút việc cần phải làm. Dạ. Hạ Băng Tâm bước xuống khỏi xe buýt, vừa tới trước cửa công ty cô đã chạm ngay bàn mặt của Tiêu Vũ Mẫn. Cô đã cố ý tránh mặt, à ta còn đóng ẹo bước tới. Băng Tâm, sao phải tránh tôi thế? Nghe thấy tiếng nói, cô bèn dựng bước, nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng quay đầu nhìn Tiêu Vũ Mẫn. Có việc gì sao? Tiêu Vũ Mẫn nở nụ cười tỉnh danh, đầy ẩn ý. Cũng không có gì, tôi chỉ muốn biết vì sao khi thấy tôi, cô lại phải bỏ chạy nhanh tới thế. Lẽ nào cô sợ mình sẽ giống như Viên Tinh Tinh sao? Đôi lông mày cô Hạ Băng Tâm nhíu lại, cô nhếch mép cười nhạt. Vì sao tôi lại phải giống cô ta? Vì tôi sẽ nói với chồng sắp cưới của tôi, chỉ cần một lời của tôi, nhất định anh ấy sẽ tiễn cô bay màu ra khỏi công ty. Hạ Băng Tâm cảm thấy nụ cười, trên đời này còn có những kẻ không biết liêm sỉ như thế nữa sao? Hừ, chồng sắp cưới của cô là ai? Bảo vệ hay lễ tân? À, tôi biết rồi, chắc chắn là nhân viên dọn vệ sinh chứ gì. Hai má Tiểu Vũ Mẫn phụng phính đỏ ửng, cô ta tức đến nhói lồng ngực. Tôi tưởng lần trước mày đã nói rõ ràng rồi chứ. Cô giả bộ ngu ngơ hỏi lại. Nói gì cơ? Lần nào ấy nhỉ? Sao tôi không nhớ gì thế này? Được rồi, cô đừng trách tôi. Hạ Băng Tâm nhếch môi giễu cợt đáp lời. Đương nhiên là tôi sẽ không trách cô rồi. Tôi lại muốn xem bản lĩnh của cô là như thế nào đó. Cuối cùng Tiểu Vũ Mẫn ôm theo cơn tức bỏ đi. À ta hồng hộc xông vào phòng của Hà Lạc Thần, dù cho Lưu Tú Như có cố cản thế nào cũng không được. Hai mắt Hà Lạc Thần như chúa băng đóng cô ta in hình tại chỗ. Cô lại muốn làm gì? Thân thể Tiêu Vũ Mẫn du lên bật bật, nỗi sợ khiến à ta đãng trí tạm thời, thậm chí à con không dám tiến lại gần anh. Không, không có gì. Lưu Tú Như ghé sát tai Tiêu Vũ Mẫn thì thầm. Hôm nay Hàn Tổng không được vui, tốt nhất cô đừng nên làm phiền, tránh anh ấy nổi giận. Được, vậy tôi đi trước. Sau khi tiễn Tiêu Vũ Mẫn, Hà Lạc Thần bèn cố ý gọi cho Băng Tâm. Em lên phòng anh một lát.
Ánh mắt dè chừng, Hạ Băng Tâm liếc ngang dọc, cố hạ thấp giọng hỏi ngược. Làm gì thế? Nhân viên bình thường lên phòng tổng giám đốc e là không phải phép. Em lên hay để anh xuống? Nếu nhanh xuống thì em sẽ không yên ổn được đâu. Lên, em lên. 15 phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Bên trong phòng vang vọng chất giọng lạnh lùng. Vào đi. Hạ Băng Tâm rón rén bước vào, cô tiến tới, đứng đối diện anh, ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông lãnh đạm ấy. Hàn Tổng, anh gọi tôi có việc gì? Hà Lập Thần xoay ghế, ngồi thẳng người dậy, hai tay đan chặt, thong thả đặt trên bàn, từ tốn nói. Em muốn nghe chuyện công việc hay là chuyện riêng trước? Trái với vẻ cợt nhạt của anh, cô tỏ ra nghiêm túc. Ở đây là công ty, đương nhiên phải nghe chuyện công việc rồi. Vậy được, tôi sẽ nói chuyện riêng trước. Hai mắt Hạ Băng Tâm phẫn nộ xoe tròn, sắc lẹm như con dao găm đâm vào thần thức của anh. Hạ Lập Thần, anh... Đây là công ty, em nên suy tính trước khi nói. Bị chọc tới mức cau mày, Hạ Băng Tâm dở giọng hờn dỗi. Mau nói đi, có việc gì, anh nói luôn một thể đi. Hạ Lập Thần cười nhẹ, thong thả nói. Nghe nói, ban sáng, Tiêu Vũ Mẫn làm khó em ở trước cửa công ty sao? Mí mắt Hạ Băng Tâm chớp chớp, sắc mặt cô hiện rõ sự bình thản. Với khả năng của cô ta, sẽ không làm khó được em đâu, cũng không cần phải đuổi việc cô ta. Lần trước, anh đuổi Viên Tình Tình đã dấy lên dư luận không hề nhỏ rồi đó. Sao em biết anh định đuổi việc cô ta? Nhìn mắt anh là thấy. Hạ Băng Tâm hắt nhẹ cằm, ám chỉ vào đôi mắt lạnh của anh. Chuyện công việc là gì? Anh nói luôn đi. Lý sứ tình yêu của em được đối tác chấp thuận rồi. Đang trên đường trở về nhà, Hà Lạc Thần bỗng nhận được cuộc điện thoại là của Tiểu Vũ Mẫn, giọng cô ta khẩn trương và gấp gáp. Lạc Thần, anh có thể đến nhà em một chút không? Em thấy rất khó chịu. Hà Lạc Thần quay đầu xe hướng về ngoại thành phố. Anh dừng lại ở khu nhà hạng trung, vội vã chạy vào trong. Tiếng chuông cửa reo lên từng hồi, Tiểu Vũ Mẫn hớn hở ra mở cửa. Anh tới rồi à? Nhanh vậy sao? Còn chưa kịp định hình, Hà Lạc Thần đã bị Tiểu Vũ Mẫn kéo vào trong. Trông dáng vẻ cô ta thì không có gì là đang xảy ra chuyện cả. Ngược lại, ở phòng khách được bày biện vô cùng khoa trương, có nến, có hoa, có đồ ăn, thức uống. Như này là sao? Đôi mắt lạnh có phần căm phẫn của anh chăm chăm nhìn Tiểu Vũ Mẫn. Gắng gượng nở nụ cười, mặc dù lòng nổi đầy bão tố, Tiểu Vũ Mẫn hí hửng kéo tay Hà Lạc Thần tới bên bàn ăn. Anh thẳng thừng hất đi, sắc mặt đỏ như gốc. Tôi hỏi, như này là sao? Giọng nói của anh có phần gắt gỏng. Thì chỉ là em muốn cùng anh một bữa ăn thôi mà. Lần sau, đừng bày ra những trò như này nữa. Anh vứt lại câu nói lạnh nhạt rồi quay lưng rời đi, nhưng còn chưa được mấy bước đã bị Tiêu Vũ Mẫn chạy tới ngáng đường. Hôm nay, anh nhất định phải ăn cùng em bữa này. Ánh mắt anh dành cho cô ta trước sau như một, không có một chút ấm áp, không một thoáng động lòng. Tránh ra. Tiểu Vũ Mẫn lắc đầu lia lịa, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. Chẳng lẽ anh chưa từng động lòng với em dù chỉ là một chút nào sao? Chẳng lẽ anh thật sự không nhận ra tấm lòng của em sao? Nét mặt Hà Lạc Thần căng như dây đàn, cố giữ lại chút bình tĩnh, cuối cùng nói. Chưa từng. Thế vì sao anh lại quan tâm em? Vì ba cô là ân nhân cứu mạng của ông nội tôi. Trước khi ông ra đi đã dặn tôi phải đối tốt với cô. Tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của mình mà thôi. Vì thế cô nên dẹp những suy nghĩ đó đi. Khóe mắt Tiểu Vũ Mẫn ướt nhòe, giọng nói run run đầy xúc động. Nhưng mà em yêu anh là thật. Ngay từ lần đầu gặp anh em đã yêu anh. Sự rưng rưng của anh khiến cô ta quặn lòng. Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra trên đôi gò má lạnh tanh. Cô ta dùng tay kéo dây áo xuống để lộ hõm ngực sâu trắng ngần. Chỉ cần anh muốn, cái gì em cũng có thể cho anh. Cô điên rồi sao? Mau kéo lên đi. Không liếc nhìn cô ta lấy một cái, Hà Lạc Thần sải bước lướt qua. Tiểu Vũ Mẫn cầu chấp, bất ngộ vẫn một mực không chịu từ bỏ. Cô ta xoay người ôm chặt Hà Lạc Thần từ phía sau. Đây là cơ hội cuối cùng của em, nhất định em sẽ không dễ dàng từ bỏ. Em thật sự rất yêu anh. Nếu bắt em phải ngừng yêu anh thì chi bằng anh hãy bỏ em chết đi. Hà Lạc Thần lạnh lùng gỡ cánh tay Tiêu Vũ Mẫn ra khỏi người mình. Tôi không hề yêu cô.
cho dù cô có chết cũng vậy thôi. Dứt lời, anh thẳng đường bước đi, không một cái ngoái đầu lại, đóng sầm cửa ngay trước ánh mắt tuyệt vọng của cô ta. Hai chân Tiêu Vô Mẫn mềm nhũn, cô ngồi sạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bưng mặt, òa khóc nức nở, tiếng khóc ai oán, xé lòng. Chẳng lẽ yêu một người là sai sao? Không, yêu một người không hề sai, mà cách sai của cô ta là đã yêu sai người. Yêu phải một người lạnh hơn bắc cực, cứng hơn sắt đá, tuyệt tình hơn cả những người tuyệt tình nhất trên thế gian. Thái độ anh đã rõ ràng như thế, nhưng cô ta vẫn u mê bất ngủ, tự lừa dối chính bản thân mình. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn về bàn ăn mà cô ta tự mình chuẩn bị suốt 2 tiếng ròng rã, nhưng anh lại chưa từng ngó tới, chưa từng cầm đũa lên, càng chưa từng uống ngụm rượu nào. Vừa trở về nhà, Hà Lạc Thần hồng hộc xông lên phòng, ôm chầm lấy Hạ Bằng Tâm, cái ôm siết chặt eo khiến cô không thể nào thở nổi. Cảm anh đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô, hơi thở hồn hển như người vừa đánh trận trở về. Sao thế Lạc Thần, anh không sao chứ? Lắc đầu theo bản năng, Hà Lạc Thần dần nới lỏng vòng tay. Không sao cả, chỉ là thấy nhớ em thôi. Vừa nhìn, Hạ Băng Tâm đã nhận ra Hà Lạc Thần đang giấu giếm điều gì đó. Cô nhíu mày, ngước lên nhìn anh mà hỏi. Thật sự là không sao Hà Lạc Thần, anh có biết anh không sợ nhất là nói dối không hả? Khập lưng cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng trán của Hạ Băng Tâm, Hà Lạc Thần chỉ đành thanh khẩn khai báo. Đúng là không có gì qua mắt được em. Bà nãy anh mới từ nhà Tiêu Vô Mẫn trở về. Hỏi mắt Hạ Băng Tâm xoay tròn, cô cố ý ngắt ngang lời anh. Cô ấy sao rồi? Có khi nào nghĩ dạy dỗ gì không? Hà Lạc Thần được phen kinh ngạc, anh lơ mơ hỏi ngược. Em còn chưa hỏi anh thế nào đã vội để ý tới cô ta vậy sao? Chép chép miệng mấy cái liên tục, Hạ Băng Tâm nhỏ nhẹ đáp lại. Chẳng phải anh đã nguyên vẹn trở về đây rồi sao? Nếu em đoán không lầm thì cô ta tỏ tình và bị anh từ chối, thậm chí anh còn phũ phàng với cô ta. Làm sao em biết? Hà Lạc Thần đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Đương nhiên là suy đoán rồi. Có điều với khả năng của anh, chắc là phũ tới mức cô ta đòi sống đòi chết chứ gì. Đúng thế, anh gật đầu, cảm giác như cô gắn camera trên người mình nên đã sớm biết hết mọi chuyện. Thật là tội nghiệp cho Tiêu Vũ Mẫn, bây giờ chắc là đang trốn đâu đó khóc một mình, hoặc đến quán bar uống rượu rồi cũng nên. Hà Lạc Thần nhíu mày, ghé mặt sát gần cô, có chút giận dữ hỏi. Em không lo anh bị cướp đi một chút nào sao? Làm sao mà cướp được? Sao lại không? Em tin anh, cực kỳ tin tưởng anh. Như thế thì còn nghe được. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô, tạo chút cảm giác. Rất nhanh chóng cô cũng đón nhận lại. Vào lúc anh định tiến thêm một bước nữa, cô bèn cả lại, cô giữ chặt cánh tay, đang định cởi khuy quần mình. Này, còn phải xuống nhà ăn cơm nữa. Anh cựa quậy phản kháng, đầu rú liên tục lên vòng một căng tròn của cô. Nhưng anh thèm lắm rồi, chỉ một chút thôi. Cô quả quyết lắc đầu. Nửa chút cũng không được, mau đi tắm rồi xuống ăn cơm, bố mẹ đang chờ đó. Không cần ăn cơm, anh chỉ cần ăn em cũng đủ no rồi. Đừng nghịch nữa Lạc Thần, mọi người nghe thấy hết bây giờ. Bữa cơm đoàn viên vào tối thứ bảy không biết từ bao giờ đã trở thành điều lệ ở nhà họ Hàn. Mâm cơm 4 người chứa đựng bao ấm áp và hạnh phúc. Câu nói và tiếng cười vang lại trong không gian nhỏ. Sau 2 tháng trì trệ thì dự án thời trang giữa BNJ và Sasin chính thức đi vào hoạt động. Sáng nay, Tổng Giám đốc Liễu Nguyên cùng đoàn khách mời sẽ tham gia khảo sát tiến trình công việc bên BNJ. Cánh cửa phòng họp hé mở, Hà Lạc Thần cùng Hạ Bằng Tâm và những trưởng phòng cấp cao của BNJ đồng bước vào. Điều khiến họ ngạc nhiên là sự có mặt của Việt Tình Tình bên phía đối tác. Liễu Nguyên vốn là người nhanh nhạy, cho nên vừa nhìn là có thể thấu suy nghĩ của đám người BNJ. Cô ta mở lời nói. Chắc là không cần tôi phải giới thiệu nữa đâu nhỉ, hình như mọi người đều là chỗ quen biết cả. Viên Tình Tình hiện lên nụ cười đầy nhảm hiểm. Xin chào Hàn Tổng, lâu rồi không gặp. Thái độ của Hà Lạc Thần đối với Viên Tình Tình cũng chẳng khác trước là bao, lạnh lùng và thờ ơ như chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen. Đặc biệt là sau những gì mà cô ta làm đối với Hạ Bằng Tâm càng khiến anh chán ghét. Hàn Tổng,
vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ? Viên Tình Tình nói với giọng cười cợt. Có điều, có những người đã khác xưa rồi. Vừa mới vào công ty chưa bao lâu, đã trèo lên được chức trưởng phòng thiết kế rồi cơ đấy. Sắc mặt Hà Lạc Thần sạm đen lại. Dường như Viên Tình Tình đã vượt quá giới hạn của anh. Cũng may, Hạ Băng Tâm nhanh tay giữ anh lại. Cô khẽ lắc đầu, ám hiểu anh đừng hành động hấp tấp. Vì thế mà cơn giận dữ trong lòng Hà Lạc Thần dần nguôi ngoài, anh bình tĩnh đáp lại Viên Tình Tình. Chuyện nhân sự của BNJ không cần cô để tâm. Ngay cả Liễu Tổng còn chưa lên tiếng. Lẽ nào cô muốn trào lên đầu lên cổ xếp mình ngồi luôn sao? Liễu Nguyên trước nay tuy kiêu căng nhưng là người làm việc có chuẩn mực. Cô ta liếc xéo mắt nhìn Viên Tình Tình vẻ giàn đè. Cô nên tự biết chuẩn mực. Sự đắc ý trên gương mặt Viên Tình Tình vụt tắt. Thay vào đó là nét thu mình giả tạo và đáng ghét. Vâng, em biết rồi. Xin lỗi chị Nguyên. Cuộc họp bàn về thiết kế lần này diễn ra khá êm xuôi. Mặc dù Liễu Nguyên không thích sự gần gũi giữa Hạ Bằng Tâm và Hà Lạc Thần, nhưng cô ta không thể không thừa nhận tài năng thiên phú của Bằng Tâm. Nguồn cảm hứng trong thiết kế của Hạ Bằng Tâm lần này là hoa cỏ. Điều mà cô mong muốn là bộ sưu tập của mình không chỉ nổi trong quý này mà còn hướng tới tầm xa hơn. Đó là một kiệt tác để đời. Nếu thiết kế chỉ được may bởi những hình thù bình thường thì cho dù có đặc biệt thế nào rồi cũng bị lu mờ theo thời gian. Nhưng nếu có thể đính kết được những chất liệu khác vào trong đó thì tin chắc rằng những thiết kế của cô sẽ lưu danh vững bền. Đó cũng là bước đột phá cho ngành thời trang. Lần này tôi sẽ chia sẻ thiết kế của mình làm hai phần. Một phần là sẽ dùng hoa tươi kết hợp vào thiết kế của mình. Phần còn lại sẽ dùng hình dáng cỏ bất tử làm chủ đạo. Phần thuyết trình của Hạ Băng Tâm bị gián đoạn khi những lời bàn tán trái chiều liên tục được đưa ra. Bởi vì để tìm ra được tung tích của cỏ bất tử đã khó, chứ đừng nói là dùng hoa tươi kết hợp với thiết kế, đó dường như là điều không thể nào xảy ra. Viên Tình Tình chớp thời cơ, mỉa mai Hạ Băng Tâm. Lý thuyết nói thì dễ, nhưng làm như thế nào mới khó. Trưởng phòng Hạ, xin chỉ rõ hơn về các bước cần phải làm. Đương nhiên, khi đưa ra ý tưởng thì Hạ Băng Tâm đã lường trước được tất cả mọi chuyện. Cô mỉm cười, đáp lại. Chúng ta cần chia ra hai con đường. Một đường lên núi Cổ Lĩnh tìm cỏ bất tử. Một đường tới thôn Hạc tìm bà Lương Bích Tuyền, nghệ nhân ướp hoa bất tử. Đường tới thôn Hạc tuy xa xôi nhưng không có gì đáng ngại về tính mạng. Ngược lại, lên núi Cổ Lĩnh lại nguy hiểm trùng trùng. Dốc núi cao, vực thẳm sâu, lại đầy rắn rết và côn trùng. Chỉ cần sơ suất là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đương nhiên, Viên Tinh Tinh nhanh miệng chiếm lấy phần ưu. Vậy cũng tốt, xem như để thi thú khả năng tìm kiếm của hai công ty. Sang xin chúng tôi sẽ tới thôn Hạc, còn BNG các người sẽ đi núi Cổ Lĩnh. Liệu Nguyên ngay lập tức lướt xéo Viên Tinh Tinh. Dù từ nãy đến giờ cô ta cứ tự cho mình làm chủ mà vượt mặt cấp trên. Sắc mặt Viên Tinh Tinh co rúm lại, cô bặm chặt môi, cố kiềm cảm xúc xuống, rồi lại cười cười nói tiếp. Có điều như vậy cũng không công bằng, hay là cứ san đều người hai bên cùng nhau đi tìm. Giám đốc Hàn, anh sẽ cùng san xin chúng tôi tới thôn Hạc, còn phía chúng tôi đương nhiên cũng sẽ cho người cùng biên dây tới núi Cổ Lĩnh. Ánh mắt Hà Lạc Thần như con dao găm cứa ngang cổ Viên Tình Tình. Cô ta thì lấy tư cách gì để tạo thế cục? Có vẻ như cô thích ảo tưởng về thân phận của mình lắm nhỉ. Quyết định ai đi tới thôn Hạc, ai lên núi Cổ Lĩnh là do tôi và giám đốc Liễu quyết định. Cô không có tư cách để lên tiếng, càng không có lý do gì để bàn cãi cả. Có điều, tôi ghét thấy bàn mặt cô, cho nên sẽ chọn lên núi Cổ Lĩnh. Những lời Hà Lạc Thần vừa nói, khác gì là gáo nước lạnh ta thẳng lên mặt Viên Tình Tình. Sắc mặt Viên Tình Tình xám đen lại, cô ta cầm thìn thít. Liễu Nguyên ho lên vài tiếng rồi nói. Tình Tình, cô cứ dẫn mọi người tới thôn Hạc đi. Tôi cùng giám đốc Hàn và BNC lên núi Cổ Lĩnh. Lời của Liễu Nguyên khiến Viên Tình Tình giật mình. Cô ta tròn xoe hai mắt, kinh ngạc. Tại sao chứ? Rõ ràng chị biết rõ, đường lên núi Cổ Lĩnh rất nguy hiểm. Vậy cớ sao còn chọn đi theo hướng đó? Tôi làm việc, còn phải giải thích với cô sao? Liễu Nguyên trợn mắt nói lại Viên Tình Tình. Tuy chất giọng nhẹ, nhưng ngữ khí lại không hề nhỏ. Sáng sớm hôm sau, đám người Hà Lạc Thần xuất phát
từ khi ngoài trời vẫn còn tờ mờ. Vừa tới chân núi Cổ Lĩnh thì trời đã sáng hẳn. Tham gia chuyến đi lần này có 5 người. Họ nối đuôi nhau cùng leo lên núi, người phía trước kéo tay người phía sau. Liễu Nguyễn vừa được người ta kéo lên liền đưa chìa cánh tay xuống dưới. Lạc Thần, em giúp anh. Hạ Lạc Thần lùi bước về sau, anh liếc mắt nhìn Hạ Băng Tâm. Em lên trước đi. Khi thấy Hạ Băng Tâm nắm lấy tay mình thì sắc mặt Liễu Nguyên trở nên đen sì. Hạ Lạc Thần vẫn vậy, vẫn chưa từng muốn lại gần cô. Sau khi Hạ Băng Tâm lên đến nơi an toàn, Liễu Nguyên một lần nữa chia tay về phía Hạ Lạc Thần. Em giúp anh. Hạ Lạc Thần khẽ lắc đầu. Không cần đâu, sức của cô không đủ để kéo tôi đâu. La Thăng, cậu lại đây giúp tôi một lát. Ồ, được. La Thăng lại tới nơi thì Liễu Nguyên đành sự mặt lùi về sau. Cũng không thể phủ nhận tình cảm của cô ta dành cho Hàn Lập Thần. Vì anh mà cô ta sẵn sàng dấn vào nguy hiểm. Vậy mà chỉ đổi lại được sự dửng dưng từ anh. Núi Cổ Lĩnh qua không hổ là nơi vừa sâu vừa thẳm. Bất kể đứng từ dưới nhìn lên hay từ trên nhìn xuống đều sẽ phải choáng ngợp. Bởi vì không thể nhìn thấy độ đỉnh núi, càng không đo được vực thẳm. Dọc theo con đường hẹp bên eo núi, đoàn 5 người dần đi lên cao. Càng lúc khí lạnh càng bao trùm, người yếu tim chắc là sẽ ngất xỉu trước khi tìm thấy cỏ bất tử. Theo như Hạ Băng Tâm tìm hiểu thì loại cỏ này ưa ẩm thấp, vì thế thường sẽ mọc quanh các khe nước. Lướt mắt nhìn chung quanh, bốn bề là núi rừng bao la phủ xanh bởi những loại cây cối khác. Để phán đoán đúng phương hướng còn khó, chứ đừng nói là tìm được khe nước. Dường như tất cả mọi người đều đã thấm mệt, La Thăng không kiên nhẫn thêm được nữa, bèn lên tiếng nói. Hàn Tổng, chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, cậu không tìm thấy được tung tích của cỏ bất tử đâu. Chúng ta như vậy thì khác gì mò kim đáy bể chứ. Liễu Nguyên cũng tiếp lời ngày sau đó. Tôi thấy La Thăng nói cũng có lý đó. Chúng ta không có bất cứ tin tức gì về cỏ bất tử cả, thì làm sao mà tìm. Hà Lạc Thần cố hít thở đều đều để lấy trạng thái cân bằng. Anh chỉ có thể dáng để trấn an vững tinh thần của mọi người. Đừng nản chí, chỉ cần chúng ta tìm thêm lát nữa sẽ có thôi. Đã đi được tới đây rồi, không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Không rõ là ai nói, nhưng đã có tiếng lầm bầm nhỏ để oán thán. Là ý tưởng kỳ dị của Hạ Băng Tâm mà lại bắt tất cả chúng ta chịu khổ. Thật là. Đúng thế, biết có thành công hay không chứ. Hà Lạc Thần cau mày, tuy không đến mức tức giận, nhưng anh chua ghét những kẻ nói xấu sau lưng người khác. Muốn nói gì thì nói lớn lên. Phụ nữ còn chưa ai than vãn, các người là đàn ông đã kêu ca cái gì? Có thấy mình kém cỏi lắm không hả? Hạ Băng Tâm thấu hiểu được suy nghĩ của tất cả mọi người. Cô biết ý tưởng này của cô nói trở lý thuyết khá khó hiểu, nói khó nghe hơn là viển vông. Nhưng cô có lòng tin là mình sẽ thành công, chỉ là công đoàn truy tìm cỏ bất tử gặp không ít khó khăn. Để tôi sẽ dẫn đầu đoàn. Khi thế hừng hực, Hạ Băng Tâm bước lên dẫn đầu, Hạ Lạc Thần cũng nối gót theo sau. Ánh mắt, nụ cười mà họ dành cho nhau khiến Liễu Nguyên cảm thấy lạc lõng. Dường như cô ta chỉ là người thừa, sự tồn tại của cô ta không hề hữu ý, anh cũng chưa từng để tâm tới. Nhờ vào sự nhanh nhạy và lối suy đoán hiệu quả của mình mà Hạ Băng Tâm đã tìm ra được khe nước. Đằng kia có khe nước kìa, cuối cùng cũng tìm thấy. Nhìn thấy khe nước thì sắc mặt các thành viên đều tươi tỉnh hơn hẳn. Tất cả đều ao ao chạy tới mà nhảy ngay xuống dòng nước mát rượi. Sự đắm chìm này thật sự rất thoải mái, như lột bỏ đi sự bức bí và oi ả của cái nắng đầu xuân. Dòng nước trong veo, đứng từ trên vách đá cũng có thể nhìn sâu xuống dưới đáy khe. Được rồi, mau đi thôi, đừng quên nhiệm vụ chính. Liễu Nguyên nghiêm khắc thúc giục. Thuận theo khe nước mà mon men đi bên mép bờ, đám người Hà Lao Thần cố tìm tung tích cỏ bất tử. Mãi tới thượng nguồn mới có mấy cây cỏ bất tử mọc cạnh tảng đá lớn bên khe nước. Kìa, đó có phải là thứ mà chúng ta tìm không? La Thăng thốt lên. Loại cỏ này tuy hiếm có, nhưng nó lại thích mọc bầy đàn. Chỉ cần tìm thấy một vài cây là có thể dễ dàng tìm thêm nhiều đồng loại của chúng. Đóa cỏ bất tử như búp hoa to, màu xanh mơn mởn, những nhành cỏ nhỏ phè phất trong làn gió xuân nhẹ nhẹ. Không hổ là loại cỏ quý hiếm, cỏ bất tử xứng đáng với cái tên của nó, vừa có hương sắc hiếm gặp,
vừa có sức sống mãnh liệt nhiều nào. Chỉ sau một chốc, năm người đã hái đủ số lượng chỉ định. Hàn Tổng, vẫn còn sớm, hay là chúng ta ở lại chơi thêm một lát có được không? Là thằng trước nay vẫn ham chơi nên mạnh dạn đề nghị. Cũng được. Không ngờ Hà Lạc Thần lại dễ dàng gật đầu như vậy. Quả thực tất cả mọi người đều thoáng chốc kinh ngạc. Tất cả mọi người đều hào hức chạy xuống dòng khe trong veo để nghịch với nước. Chỉ riêng mình Hà Lạc Thần ngồi lặng im trên tảng đá lớn bên bờ, ánh mắt yêu thương anh nhìn về phía Hạ Băng Tâm không rời. Dường như giữa trời đất bao la thì cô chính là điểm sáng duy nhất trong đôi mắt anh. Liệu Nguyên đi tới nhẹ ngồi xuống cạnh Hà Lạc Thần, dõi theo ánh mắt anh khiến cô ta có chút chạnh lòng. Anh thích Băng Tâm sao? Cô ấy là vợ tôi. Chữ vợ như một mũi tên đâm xuyên tim Liễu Nguyên, khiến toàn thân cô ta tê cứng. Cái gì cơ? Cô ấy là vợ anh? Sao tôi chưa từng nghe anh đã kết hôn chứ? Lần đầu tiên Hà Lạc Thần chủ động nhìn Liễu Nguyên, nhưng là cách nhìn lạnh lùng và xa cách. Là thật, chúng tôi đã kết hôn gần một năm trước. Chỉ là cô ấy không muốn công khai, cho nên đến tận bây giờ vẫn rất ít người biết được điều này. Liễu Nguyên chất lặng như có hàng ngàn mũi dao sắc bén cứ đớt từng mảnh tâm can, đau đến quặn lòng. Khóe mi cô ta cay cay, hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn dài trên đôi gò má lạnh tanh. Cổ họng cô ta nghẹn ngào, thốt không nên lời. Thấy vậy, Hà Lạc Thần tiếp tục phân trần. Tôi biết tình cảm mà cô dành cho tôi, nhưng cả đời này tôi cũng chỉ rung động với một mình cô ấy mà thôi. Vì thế, cô đừng phung phí tình cảm của bản thân dành cho tôi nữa. Cô hãy dành những điều đó cho người khác xứng đáng hơn. Dường như bao nhiêu chua xót trong lòng Liễu Nguyên đều dường đến tận cổ họng, lồng ngực trái quặn thắt từng cơn dữ dội. Nhưng trong lòng em cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Xin lỗi, nhưng tôi không thể nào chấp nhận tình cảm đó của cô. Nếu không có Bằng Tâm thì em có chút hy vọng nào hay không? Không có. Nếu không có Bằng Tâm thì giữa hai chúng ta cũng chỉ dừng lại ở quan hệ đối tác mà thôi. Cho dù em là người có ích với anh hơn cô ấy, tôi không có ý định đem tình yêu của mình ra trao đổi hay mua bán. Trên đời này, thứ không thể không chế được là tình yêu. Thứ khó buông bỏ nhất cũng là tình yêu. Để yêu một người đã khó, để quên đi một người càng khó hơn. Cho đến khi Hạ Băng Tâm chạy tới thì lập tức trên bờ môi Hà Lạc Thần liền hé lên nụ cười. Điều đó khiến Liễu Nguyên càng đắng lòng hơn. Từ trước tới nay, cho dù cô ta có cố gắng thế nào cũng chưa từng nhận được nụ cười ấy của anh. Vậy mà Băng Tâm chỉ cần chạy về phía anh là anh liền không thương tiếc mà nở một nụ cười. Đột nhiên Hạ Băng Tâm gục ngã trong dòng nước mà kêu lớn. Á! Không mang tới bản thân, Hà Lạc Thần lập tức lao mình nhảy xuống cạnh Hạ Băng Tâm. Sao thế? Hình như bị rắn cắn rồi. Anh bế bổng cô lên rồi đi vào bờ, dùng tay nắn đi để loại bỏ máu độc trên vết cắn. Sự lo lắng trên khuôn mặt anh lần đầu Liễu Nguyên được thấy. Dường như có hàng nghìn mũi kim đang chầm chích trong trái tim mỏng manh của cô ta, khi nó rỉ máu mà đau âm ỉ. Sau khi tập kết đầy đủ hoa và cỏ bất tử thì BNJ bắt tay ngay vào máy mẫu thử. Kỹ thuật ướp hoa cỏ bất tử ngày càng được sử dụng thuần thục và chuyên nghiệp, kết hợp thêm sự điêu luyện trên từng đường kim mũi chỉ của Hạ Băng Tâm. Sau hơn 2 tuần miệt mài, cô đã cho ra mắt sản phẩm đầu tiên. Qua đánh giá thì sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng trước ngày tung sản phẩm ra thị trường thì bên công ty đối thủ bất ngờ cho sản xuất hàng loạt các mẫu thiết kế giống như đúc, giống tới từng đường kim mũi chỉ. Người đứng đầu Jolie là Lộ Giản Vân. Trước này, nhà họ Lộ và Hàn gia luôn đối đầu căng thẳng, một sống một còn. Điều đó khiến cả BNJ và Sanshin đều lao đao, tiếng đồn gần xa, mỗi lúc một vàng xa, vượt ngoài tầm kiểm soát. Cuộc họp khẩn các giám đốc cấp cao giữa hai công ty, trưởng phòng truyền thông bên BNJ đứng dậy phát biểu. Bây giờ, tin đồn chúng ta nhái lại thiết kế của Jolie mỗi lúc một xa. Chúng tôi nhất thời chỉ có thể làm giảm đi độ hot xuống, chứ không thể khống chế hoàn toàn được. Hà Lạc Thần mặt lạnh như băng, không chút biến sắc, sau một lúc trầm ngâm rồi cũng lên tiếng nói. Không thể vô duyên vô cớ mà bên Jolie lại có bản thiết kế giống với chúng ta được.
chắc chắn trong chúng ta có nội gián. Lựa Nguyên bên San Xin cũng ưng thuận gật đầu. Đúng thế, nhưng mà là ai mới được chứ? Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, về Tình Tình thừa nước đục thả câu. Còn có thể là ai được nữa? Bản thiết kế này từ đầu đến cuối đều do Hạ Bằng Tâm phụ trách. Cô ta cũng là người hiểu rõ nhất. Không là cô ta thì là ai? Thấy nhân viên của mình tỏ thái độ quá mức, Liễu Nguyên lên tiếng quát. Tình Tình, cô đừng ăn nói linh tinh. Trước khi chưa có bằng chứng cụ thể thì ai trong mỗi chúng ta cũng đều thuộc diện tình nghi cả. Bởi vì chúng ta đều biết rõ về bản thiết kế. Không khí của buổi họp căng thẳng chưa từng có trong tiền lệ. Dường như trên mỗi ánh mắt đều hiện rõ sự bất lực. Ngay cả ngựa chiến dũng mãnh như Hai Lạc Thần cũng rơi vào trạng thái cầm nín. Cuộc họp kết thúc, mọi người đều đã rời đi. Hà Lạc Thần cố ý gọi Liệu Nguyễn và Hạ Bằng Tâm lại. Tôi thấy dự án phụ của Bằng Tâm khá ổn, hay là cứ tạm thời dùng nó trước đi. Liệu Nguyễn nhíu mày thắc mắc. Nhưng mà chúng ta có đúng một ngày làm như thế liệu có kịp không? Hạ Bằng Tâm chắc nịch gật đầu. Kịp, chắc chắn sẽ kịp. Vậy cũng chỉ còn cách đó thôi. Liệu Nguyễn miễn cưỡng gật đầu. Gác việc thiết kế sang một bên, Hà Lạc Thần tiếp tục đề cập đến vấn đề nội gián. Nếu không sớm bắt được tên nội gián thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới cả hai công ty chúng ta. Liễu Tổng, cô có cách gì không? Liễu Nguyên tinh danh hỏi ngược lại Lạc Thần. Chắc là Lạc Tổng đã sớm có phán đoán riêng. Đan hai tay đặt trên bàn, Hà Lạc Thần điềm tĩnh trả lời Liễu Nguyên. Đúng là không có gì qua mắt được Liễu Tổng. Đích thực trong lòng tôi đã sớm có nghi ngờ, nhưng vẫn cần chứng thực lại thêm lần nữa. Liệu Nguyên ngập ngừng hỏi tiếp. Là ai? Viên Tình Tình. Ban đầu Liệu Nguyên có chút không tin, nhưng sau khi nghe Hà Lạc Thần phân tích tường tận thì cô ta muốn không tin cũng không được. Sau khi bàn bạc kế hoạch xong xuôi thì ba người họ cùng nhau rời khỏi phòng họp. Lúc quay về San Xin, Liệu Nguyên chú ý họp các nhân viên cấp cao lại, rồi thông báo dự án hợp tác với BNG lần này sẽ có sự điều chỉnh mới. Vì thế cần dồn hết nhân lực để hoàn thành sản phẩm mẫu trong vòng một ngày một đêm. Đương nhiên, thông báo ấy sẽ khiến kẻ nội gián có sự hoảng loạn, bởi vì thông tin mà người đó cung cấp cho Jolie sai lệch cũng đồng nghĩa với việc chọc giận Lộ Giản Vân. Ông ta vốn là kẻ tự cao tự đại, một khi có ai chạm tới lòng tự tôn hay lừa lọc ông ta thì nhất định không có kết cục tốt. Đó cũng là con dao hai lưỡi dành cho kẻ phản bội. Thông báo mới chỉ phát ra, nhưng Liễu Nguyễn chưa hề nói thiết kế mới nằm ở đâu. Vậy mà Viên Tình Tình nóng lòng muốn sang biên gì trước một bước. Cô ta biện lý do để tỏ rõ thành ý của San Xin muốn cùng biên dây vượt ải lần này. Đương nhiên, Liễu Nguyễn không có ý từ chối. Cô ta âm thầm quan sát sự vội vã của Viên Tình Tình. Như thế lại càng chắc chắn những lời Hà Lộc Thần nói đều là thật. Tại phòng thiết kế biên dây, Viên Tình Tình gõ cửa phòng rồi bước vào. Lúc đó chỉ có một mình Hạ Bằng Tâm ở đó. Cô ta nghĩ như vậy cũng sẽ đối phó. Liệu thấy trên bàn Bằng Tâm là bàn thiết kế của dự án lần này, liền nghĩ cách dẫn dụ cô đi để tiện hành động. Bằng Tâm, Tổng Giám Đốc Hàn nói muốn gặp cô. Hạ Bằng Tâm tỏ ý không nghi ngờ gì mà rời khỏi. Khi nhận thấy cô đã khuất bóng thì Viên Tình Tình lần lượt các trang thiết kế ra và dùng di động chụp lại. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thiết kế mở toang, bị bắt tại trận khiến Viên Tình Tình sững sờ. Viên Tình Tình, cô diễn kịch dở như thế mà cũng đòi qua mắt tôi sao? Liễu Nguyên thực sự không thể tin vào mắt mình, cô ta có chút đau lòng khi người mà mình tin tưởng nhất lại phản bội mình. Tôi đối xử với cô tệ lắm sao? Tại sao cô lại làm ra những việc như thế ạ? Đương nhiên, bị bắt tại trận khiến Viên Tình Tình không cách nào để bảo chữa cho bản thân nữa. Cô ta thong thả gấp lại cuốn sổ thiết kế, nhếch môi cười nhạt. Các người không đối xử tệ với tôi sao? Hà Lạc Thần, tôi thật lòng thích anh. Tôi ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi mà anh chưa từng liếc nhìn tôi lên một cái. Vậy mà anh lại nhẹ nhàng, âu yếm bảo vệ Hạ Bằng Tâm ngay từ những ngày cô ta mới vào công ty. Liệu Nguyên, đúng là cô đối xử tốt với tôi, nhưng cô lại quá yếu đuối và mềm lòng. Cô nói cô thích Hà Lạc Thần thì tôi ra sức giúp đỡ cô. Ngược lại, cô thì sao? Cứ rụt đầu như rùa rụt cổ vậy. Còn cô, Hạ Bằng Tâm, cô là cái thá gì mà đi đến đâu cũng được người khác yêu thương? Cô lấy tư cách gì để nổi bật hơn tôi
càng có tư cách gì mà ngồi lên vị trí mà tôi phải mất 3 năm mới có được. Còn cô chỉ cần mấy tháng ngắn ngủi. Thì ra tất cả đều là vì lòng đố kỵ và sự thù hận che mở mắt, cho nên mới khiến Viên Tình Tình đi tới bước đường này. Nhưng cho dù thế nào thì Viên Tình Tình vẫn phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Hàn Tổng, tôi giao lại cô ta cho anh, tụi anh xử lý. Lữ Nguyên đau lòng cất lời. Vậy cứ để pháp luật giải quyết. Hà Lộc Thần lạnh nhạt nói. Mặc dù rất tức giận, nhưng Hạ Bằng Tâm cũng không muốn xử lý to chuyện, vì như thế càng làm ảnh hưởng đến uy tín của hai công ty. Cô quay sang nói với chồng. Hay là cứ đuổi việc cô ta đi, đừng làm lớn chuyện thêm nữa. Viên Tình Tình không những không biết hối cải mà còn lớn tiếng quát Hạ Bằng Tâm. Tao không cần mày, giá nhân giả nghĩa. Vụ nội gián đã kết thúc, nhưng việc cấp bách trước mắt là phải hoàn thành xong bộ sưu tập thời trang để ra mắt vào ngày mai. Để chỉnh sửa thiết kế cũ sang mới thì không khó, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên trì. Vì thế, cả BNC và Sasin đều quyết định cùng tập trung nhân lực nhằm dốc toàn bộ sức lực vào điểm này để hoàn thành mục tiêu. Các mẫu thiết kế cũ tuy mượt mà nhưng thiếu sự chỉn chu và khéo léo. Hơn nữa, Hạ Bang Tâm vừa mới nảy ra suy nghĩ nhằm thả hồn vào bên trong. Cô quyết định sẽ không tháo gỡ tất cả mà chỉ sửa lại đường viền và họa tiết nổi bật. Người phụ trách chính là Lạc Thần và phòng thiết kế của biển dày. Còn lại sẽ đính họa tiết nhỏ lên trên theo chỉ dẫn. Họ đồng tâm hiệp lực và đồng lòng quyết đánh bại đối thủ. Trời vừa hửng sáng thì cơ bản mọi thứ đều đã hoàn thiện, chỉ còn lại khâu kiểm duyệt và sửa lỗi cuối cùng. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dường như bao nhiêu cố gắng của họ đều được đền đáp xứng đáng. Mọi người vất vả rồi, hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi, cứ xem như là một ngày phép có lương vậy. Nhưng mà vẫn cần có người ở lại để cùng chúng tôi tới phòng trưng bày thiết kế chuẩn bị. Hạ Bằng Tâm tiếp lời Hà Lạc Thần ngày sau đó. Cứ để phòng thiết kế chúng tôi ở lại đi. Cứ bước gần tới vị trí Bạch Tử Hiên và Lăng Vi, vỗ nhẹ tay lên vai họ như để khích lệ tinh thần. Tôi biết là hai người đều mệt, nhưng mà đây vốn là công việc của chúng ta, cho nên không thể thoái thác được. Hai người họ quay sang nhìn nhau, Lăng Vi khẽ gật đầu. Không sao, chúng tôi vẫn còn gắng được. Buổi trình diễn thời trang liên doanh giữa biển dày và sàn xin diễn ra thuận lợi. Có thể nói trong cách rủi lại gặp cách may, cũng nhờ bị Julie trời xấu, cho nên bọn họ mới có thể đề ra phương án hoàn thiện bộ sưu tập lần này. Những chiếc đầm trắng tỉ khôi hài hòa cùng các loại hoa sặc sỡ quyện thêm màu xanh của cỏ bất tử, nó không chỉ mang tới sự mới mẻ mà còn khiến người ta đắm say ngắm nhìn, không cách nào rời mắt được vì quá thu hút. Những người có mặt đều đánh giá cao, vinh hạnh nhất là nhà thiết kế tầm thế giới Gianni cũng có mặt. Anh ta có vẻ khá hài lòng về bộ sưu tập của BNC, lại càng hứng thú muốn gặp mặt nhà thiết kế trẻ đứng sau. Xin chào Tổng Giám đốc Hàn. Xin chào Gianni, thật vinh hạnh cho chúng tôi về cùng tới. Tôi thật sự rất thích bộ sưu tập này, nó vừa kết hợp hài hòa lại tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ. Không biết tôi có thể gặp nhà thiết kế của bộ sưu tập này có được không? Được chứ, xin mời. Thấy Gianni đứng trước mặt, Hạ Băng Tâm vô cùng kinh ngạc. Cô đỏ đẫn tới mức anh ta đã chìa tay lên được một lúc mà chưa thấy cô có bất cứ phản ứng gì. Chỉ tới khi Hạ Lao Thân dám hiểu, cô mới đặt tay mình vào đùi bàn tay rắn giỏi trước mặt. Xin chào Gianni, tôi thật không ngờ lại được gặp anh ở đây. Tôi thật sự rất hâm mộ thiết kế của anh. Hà Lộc Thần nhận thấy sự cuồng quýt của Hạ Bằng Tâm, anh bèn thay cô giới thiệu về mình. Đây là Hạ Bằng Tâm, trưởng phòng thiết kế của biển dày. Gianni cười thân thiện đáp lại Hạ Bằng Tâm. Tôi lại thấy hâm mộ tài năng sáng tạo của cô Hạ đây. Có điều tôi khá ngạc nhiên khi một tài năng thiên phú lại còn trẻ như này. Sau này hy vọng sẽ có cơ hội được hợp tác. Hạ Bằng Tâm cười khách sáo, cô có chút ngượng ngùng. Để anh chê cười rồi, tôi chỉ là thiết kế theo tùy hứng của bản thân thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Vì buổi trình diễn của Beyoncé diễn ra tốt đẹp, áp đảo khí thế Dô Lì, khiến Lộ Giản Vân tức sôi máu. Ông ta nhất quyết điều tra ra nhà thiết kế của họ, đích thân tới chiêu mộ Hạ Bằng Tâm về. Vừa tan ca rời khỏi công ty chưa được bao lâu thì Hạ Bằng Tâm bị hai người đàn ông cản được.
Cô Hạ, chủ tịch của chúng tôi muốn nói chuyện với cô. Đôi lông mày của cô nhíu lại, hai người đàn ông trước mặt lạ hoắc khiến cô không thể đoán được là ai. Chủ tịch các người là ai? Tới nơi cô sẽ biết thôi. Nhìn bàn mặt hùng hãn và lạnh tanh của hai bọn họ thì cô cũng đoán ra được, cho dù mình có mọc cánh cũng khó lòng mà thoát được. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành liều mạng đi theo. Nơi cô được dẫn tới là một quán cà phê lớn giữa lòng thành phố. Dù gì thì nơi đông người vẫn được coi là an toàn, lòng cô vơi đi mấy phần lo lắng. Dường như một người đàn ông trường tuổi ngũ tuần đang ngồi sẵn chờ cô. Có điều cô vừa nhìn liền biết mình không quen người ấy, lại càng không hiểu ý đồ của ông ta là gì. Ông là ai? Người đàn ông ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt lạnh của cô khiến ông ta cảm thấy có chút quen thuộc. Cô gái, đừng sợ, ta chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi. Cô chắc là Hạ Băng Tâm của BNC nhỉ? Hạ Băng Tâm càng lúc càng không hiểu người đàn ông kia rốt cuộc là ai và đang muốn điều gì ở cô. Dường như sâu trong đáy mắt ông ta ẩn chứa sự nham hiểm khó lường. Ông muốn gì? Lộ Giản Vân giơ tay về phía ghế đối diện, ý muốn mời cô ngồi. Ta là chủ tịch Dù Ly, ta muốn mời cô về công ty ta làm giám đốc thiết kế, lương sẽ gấp 5 lần của biển dây, thế nào hả? Nghe tới Dù Ly thì Hạ Băng Tâm đã ngầm hiểu ra vấn đề, lòng cô nhẹ nhõm hơn. Cô thong thả nâng ly trà lên uống, ánh mắt dò xét nhìn Lộ Giản Vân. Gấp 5 lần sao? Hình như tôi vẫn thấy chưa bởi ý lắm. Lộ Giản Vân cười nham hiểm, trông ông ta khá hài lòng về Hạ Băng Tâm. Nói đi, cô muốn bao nhiêu? Hạ Băng Tâm đặt ly trà xuống bàn, nhẹ nhàng và chậm rãi như lúc cô nâng lên vậy. Gấp 10 lần, thế sao? Trợ lý đứng sau Lộ Giản Vân trợn mắt kinh ngạc, anh ta thốt lên. Cô muốn ăn cướp sao? Một nhà thiết kế vô danh tiểu tốt như cô mà dám ra giá trên trời thế sao? Sắc mặt Băng Tâm điềm tĩnh như nước, cô cười nhìn thẳng vào đôi mắt sâu huyền bí của Lộ Giản Vân. Chủ tịch Lộ cũng thấy như vậy sao? Lộ Giản Vân quả nhiên là lão già, lời lẽ của ông ta vừa sắc bén vừa nham hiểm. Đương nhiên là không phải. Có điều cái giá mà cô đưa ra khá chát. Tôi muốn biết nếu Dù Ly đồng ý giá đó sẽ đổi lại được những gì. Dù muốn hay không thì Hạ Băng Tâm lúc này cũng không thể chạy trốn, cô chỉ có thể bình tĩnh mà đùi đáp tiếp. Ý chủ tịch Lộ là không đáng. Tôi là người làm ăn, nếu muốn bỏ ra số tiền lớn thì cũng phải xem giá trị của nó có đáng không chứ. Hạ Băng Tâm lập tức đứng phát dậy, vốn dĩ định kéo dài thời gian rồi tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng sự quả quyết của Lộ Giản Vân khiến cô có chút muốn đi ngay. Chị e nếu còn ở lại sẽ chưa kịp chạy đã bị dồn vào đường cùng. Thế ông tìm nhầm người rồi. Tôi lại không thích bị người ta dò xét. Xin lỗi, tôi không hứng thú với công ty ông nữa. Tạm biệt, không hẹn gặp lại. Lạ thay, khi hai người đại ông vệ sĩ cả lại thì ông ta lại phất tay cố ý để cô đi. Quán bar nhộn nhịp sập sình, ánh đèn xanh đỏ trộn lẫn tạo nên một không gian ảo mộng. Về Tình Tình một mình ngồi trong góc quán uống rượu, hương vị thơm nồng của rượu kết hợp cùng điệu nhạc remix thật là chill. Vào lúc cô ta bắt đầu ngà ngà say thì có một người đàn ông cao lớn bước tới gần, cố ý tiếp cận. Tôi có thể ngồi cùng với em một lát được không? Uống một mình như thế này thì có gì vui? Viên Tình Tình bỏ mặc anh ta không thèm đếm xỉa tới, cô liên tục nâng ly uống cạn. Rất nhanh chóng cô ta đã ngà ngà say, thần thức không còn tỉnh táo nữa. Người đàn ông cao lớn nhân cơ hội đó đỡ cô dậy đi thẳng lên phòng nghỉ của quán bar. Mùi hương nhẹ nhẹ trên cơ thể Viên Tình Tình quyến rũ anh ta tới lạ, nhất thời anh ta không kiềm nén được mà nhào về phía cô ta. Một cuộc ân ái diễn ra, Viên Tình Tình hoàn toàn không còn khả năng phản kháng, cứ thuận theo tự nhiên mà đáp lại. Khi cô ta tỉnh rượu thức dậy đã thấy mình nằm cạnh người đàn ông lạ. Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi rồi? Người đàn ông chống tay lên đầu, nghiêng người sang phía Viên Tình Tình, nở nụ cười thỏa mãn. Đương nhiên là làm những gì cần làm rồi. Có điều thật không ngờ, cô gái như em mà vẫn còn trình cờ đấy. Nhưng mà anh thích. Đôi mắt Viên Tình Tình xám xịt lại, cô ta vùng tay định tát, liền bị anh ta cản lại. Đồ vô liêm sỉ, anh có tin tôi báo cảnh sát không hả? Sắc mặt người đàn ông kia điềm tĩnh đến khó tin,
anh ta cố ý vòng tay qua eo, ép sát cô ta vào người mình. Theo anh thấy, thì đêm qua, em cũng sướng lắm. Cái miệng xinh này của em cứ rên không ngừng nghỉ. Đương nhiên, với chút sức lực mèo cao của Viên Tình Tình thì sẽ không làm gì được người đàn ông cao lớn ấy. Sự phẫn nộ chỉ có thể ẩn giật tận sâu trong đáy mắt cô ta. Cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Tôi và anh cũng chưa từng gặp nhau. Vuốt ve bên gò má mềm mại của Viên Tình Tình, hắn cười khẽ. Như thế này mới đúng chứ. Có một điều mà Viên Tình Tình không thể ngờ được, đó là người đàn ông kia lại quay clip ân ái của hai người lại rồi tung lên mạng. Cái tên cô ta trở thành hashtag tìm kiếm hàng đầu. Dường như cô ta đi tới đâu cũng bị người khác phỉ nhổ và bàn tán. Tại biệt thự Hàn Gia, Hạ Băng Tâm vừa đọc xong tin tức liền quay sang nhìn chồng. Lạc Thần, những chuyện này đều là do anh sắp xếp đúng không? Ban đầu Hạ Lạc Thần nhất mực chối, nhưng so với sự cố chấp của Hạ Băng Tâm thì anh quả thực không kiên trì nổi. Chậm chậm bước về phía vợ, anh ôm chầm cô từ phía sau, giọng nói thủ thỉ tâm tình. Phải là do anh, nhưng mà cô ta đáng bị vậy. Đương nhiên Hạ Băng Tâm hiểu rõ những gì Hạ Lạc Thần đang làm đều là vì mình, cho nên cô cũng không nỡ trách móc anh. Cô choàng tay ôm lấy cổ anh, mỉm cười ngọt ngào. Cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em. Môi Hạ Lạc Thần vểnh lên nụ cười yêu thương, anh đáp lại. Cảm ơn suông như vậy thôi sao? Hạ Băng Tâm cười nhẹ rồi nhấn người hôn lên làn môi mềm của anh. Bờ môi mỏng của anh vểnh nhẹ nụ cười rồi lại tỏ vẻ thần bí, nói. Nhiều này vẫn chưa đủ lắm. Hạ Băng Tâm nhíu mày hỏi lại. Thế anh có muốn gì nữa? Tất nhiên là ăn em rồi. Dứt lời, anh liền bế bổng cô lên, ném lên giường. Thân hình vạm vỡ của anh áp sát lên người cô ngay sau đó. Cái nhìn chứa đựng tình si và âu yếm mà họ dành cho nhau thoáng chốc biến căn phòng nhỏ trở nên thật hạnh phúc. Anh bắt đầu vờn nhẹ hôn lên môi cô, nụ hôn dạo đầu êm dịu và ngọt ngào. Cô vắt tay lên cổ anh rồi đáp lại, càng lúc càng say nồng và cuồng si. Cuối cùng chỉ còn lại hai làn da nóng hổi chạm vào nhau, đôi bàn tay anh dần di chuyển xuống khám phá cơ thể cô. Bóng tối bao trùm khắp thành phố, chân mây ẩn ruột sự xám xịt và âm u báo hiệu trời sắp sửa đổ cơn mưa. Hạ Băng Tâm xảo chân bước vội, hy vọng sẽ trở về nhà kịp trước khi mưa tới. Bất ngờ chuông điện thoại réo lên, cô dừng bước chân nhấc máy. Alo, là tôi, Viên Tình Tình. Có chuyện gì sao? Cô có muốn biết thân phận của mình không? Tôi biết bố ruột cô hiện giờ đang ở đâu đó. Nếu muốn biết thì bây giờ tôi bãi đất trống ngoài ngoại ô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã dập máy. Đúng là bao năm qua cô đang rất muốn biết bố ruột của mình là ai, để hỏi ông ấy xem vì sao lại nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cô. Nhưng mà bây giờ đây cô lại hơi chuột bước. Nếu bây giờ thực sự gặp lại người ấy thì cô cũng chẳng biết phải mở lời làm sao. Có mà như không thì tha không có còn hơn. Giả sử ông ấy muốn nhận cô thì tại sao hai mươi mấy năm qua lại chưa từng tìm tới gặp cô dù chỉ một lần. Hiện tại cô đang rất rối bời và phân vân, bao nhiêu suy tư cứ quẩn quanh lấy ruột gan cô, khiến lòng cô thấp thỏm. Cuối cùng cô vẫn quyết định tới khu đất hoang để hỏi rõ về Tình Tình. Dù là tin xấu hay tốt thì ít ra sau này cô cũng sẽ không phải hối hận vì mình từng bỏ lỡ. Khi Hạ Băng Tâm vừa tới thì ngoài trời dần đổ cơn mưa, những hạt mưa trĩu nặng ào ào như chút. Khu đất trống vắng tanh lại tối mịt khiến lòng cô không yên. Viên Tình Tình, cô ở đâu? Bất ngờ có bóng đen vụt qua phía sau lưng cô, cảm giác như có một vật cứng vừa đập lên gáy khiến cô đau đớn mà lệm đi. Đến khi tỉnh lại thì cô đã bị trói chặt trước trụ cột nhà. Đứng trước mặt cô là Viên Tình Tình, cô ta ăn diện đơn giản, đầu đội chiếc mũ màu đen tuyền, chân đi giày thể thao trắng. Ánh mắt cô ta nhìn Hạ Băng Tâm đầy hận thù và xa cách. Hạ Băng Tâm vừa đau đến nhăn nhó, vừa yếu ớt nói. Rốt cuộc, cô muốn làm gì? Bắt người là phạm pháp đó, mau thả tôi ra. Môi Viên Tình Tình nhếch lên nụ cười nhạt, sắc mặt cô ta đen sạm lại, trông rất khó coi. Thả cô ra? Hờ, đâu dễ như vậy. Tôi phải mất bao công sức mới lừa được cô tới đây mà.
Dây thừng siết chặt làm cổ tay Hạ Băng Tâm đau nhói. Cô cố nén cơn đau, hỏi tiếp. Rốt cuộc thì cô muốn cái gì? Bàn tay Viên Tinh Tinh nhẹ nâng cằm Hạ Băng Tâm vạnh lên. Miệng cô ta cười đầy xảo trá, báo hiệu điều không lành. Tôi muốn làm gì ư? Ánh mắt cô ta đảo nhìn về phía can chất lỏng màu xanh phía xa xa. Đương nhiên là tiễn các người xuống Hoàng Tuyền rồi. Nhưng mà cô yên tâm, tôi còn đặc biệt mời tới cho cô hai người nữa. Rất nhanh thôi, họ sẽ tới. Cô không phải đơn phương, độc mã đâu. Hai mắt Hạ Băng Tâm kinh ngạc liếc nhìn Viên Tình Tình. Cô thực không ngờ tâm địa cô ta lại ác độc tới vậy. Thật khiến người ta kinh tởm. Tình Tình, cô bị điên rồi sao? Cô làm thế sẽ không được gì đâu, mà ngược lại chỉ hại bản thân cô mà thôi. Trong đôi mắt cô kẻ phát điên, dường như không còn phân biệt được phải trái đúng sai nữa. Viên Tình Tình cười ha ha ba tiếng, rồi chằm chằm nhìn Hạ Băng Tâm. Tôi không được gì, nhưng cũng chẳng còn gì để mất cả. Chỉ có điều Hạ Băng Tâm thực không hiểu mình đã làm gì để Viên Tình Tình căm hận tới mức muốn giết chết như này. Nhưng tôi đâu có làm gì hại cô. Tại sao cô có năm lần bảy lượt hãm hại tôi? Khóe mi Viên Tình Tình cay cay, những giọt nước mắt dần ướt nhòe đáy mắt cô ta. Dòng hồi tưởng khiến cô ta đau quặn lòng. Đúng là cô không làm gì tôi thật. Nhưng mà có trách thì hãy trách cô quá xinh đẹp và nổi bật. Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều yêu mến cô? Dựa vào cái gì mà lúc nào cô cũng hơn tôi? Ngay đến cả người tôi yêu cô cũng cướp đoạt. Ngay cả vị trí trong phòng thiết kế của tôi cô cũng tranh giành. Người ta thường nói sự ghen tị có thể giết chết một con người, đúng thực không sai. Hạ Băng Tâm có làm gì cũng không ngờ những thứ cô vô tình có được lại trở thành cái gai trong mắt Viên Tình Tình. Cô sai rồi, tôi chẳng cướp đoạt hay tranh giành của cô thứ gì cả. Tôi cũng chưa từng xinh đẹp hay nổi bật hơn cô, chỉ là cô không tự tin về chính mình mà thôi. Viên Tình Tình điên cuồng gào lên. Tôi không sai, mấy năm qua cô biệt tâm, tôi trở thành điểm nhấn trong mắt nhiều người. Nhưng từ khi cô xuất hiện, tôi lại trở nên nhạt nhòa. Đáng lẽ ra cô không nên quay lại, cả không nên xuất hiện trước mặt tôi. Hạ Băng Tâm chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã bị Viên Tình Tình dùng xe bịt miệng lại. Ngoài trời mưa, có ánh đèn pha sáng rực, hình dáng một người đàn ông thấp thoáng bước tới. Mặc dù cô nhận ra đó là Hàn Lạc Thần, nhưng lại không có cách gì để bảo anh mau chạy đi cả. Vì miệng cô bị nhét một nắm vải căng phồng, cơ bản không cách nào phát ra được thành tiếng. Băng Tâm, Băng Tâm! Tiếng kêu vang vọng trong miền trời tối mịt, khung cảnh hoang tàn khiến người ta phải cảm thấy kinh hãi. Mãi tới khi tiếng kêu ngừng hẳn khiến lòng cô vô cùng âu lo. Cô sợ anh không cẩn thận bị Viên Tinh Tinh đánh ngất giống mình. Kết quả giống như cô dự đoán, chỉ sau chốc lát Hà Lộc Thần đã bị kéo lê tới ngồi cạnh cô. Viên Tinh Tinh dùng dây thừng trói chặt anh lại, giống như cách mà cô ta đã làm với Băng Tâm. Lạc Thần, tỉnh lại đi. Cho dù cô có kêu như thế nào thì anh vẫn không chịu tỉnh. Cô bất lực ngước đôi mắt cảm phẫn nhìn Viên Tình Tình. Sao cô lại bắt anh ấy? Có gì thì nhắm vào tôi, mau thả anh ấy đi đi. Viên Tình Tình vừa buộc xong nút thắt cuối cùng lên đứng dậy, cô ta cười đều đáp lại. Làm sao thế được, tôi anh ta chỉ nặng sau cô một chút thôi. Suốt cả đêm hôm ấy, hai người họ ngồi cạnh nhau và làm bạn với côn trùng. Mặc dù biết rõ ý đồ của Viên Tình Tình, nhưng lại không cách nào cởi trói, lại càng không thể ngăn cản sự điên cuồng của cô ta. Trời vừa hửng sáng thì một người đàn ông khác lại xuất hiện. Khi ông ta bước lại gần, cả Hạ Băng Tâm và Lạc Thần đều bị choáng ngợp. Họ hoàn toàn không hiểu chuyện này có liên quan gì tới Lộ Giản Vân. Đương nhiên, kết cục của Lộ Giản Vân chẳng khác gì hai người họ. Sau khi hoàn thành mục tiêu trói ba người họ xong thì Viên Tình Tình nhếch mép cười nhạt. Cuối cùng cũng đủ người rồi. Ba cặp mắt của người bị trói chao đảo nhìn nhau. Tất cả đều không hiểu lý do gì khiến Viên Tình Tình phải chơi trò mạo hiểm như vậy. Viên Tình Tình, cô như này là sao? Hạ Băng Tâm gắt giọng hỏi. Một chân quỳ xuống đất, tay nâng nhẹ cầm Hạ Băng Tâm lên. Giọng nói của Viên Tình Tình vừa đay vừa nghiến, nghe thật chói tai. Không phải cô rất muốn biết ba ruột của mình sao? Bây giờ tôi sẽ cho hai ba con cô cùng nhau xuống Hoàng Tuyền.
để hàn huyên chuyện cũ mà quên mất hai người làm gì có chuyện cũ mà hàn huyên. Không chỉ có Hạ Băng Tâm kinh ngạc mà đến Lộ Giản Vân cũng không dám tin. Cô nói vớ vẩn gì đó, muốn gì thì mau nói đi, đừng vòng vò nữa. Về Tình Tình cố ý hất mạnh tay khiến mặt Hạ Băng Tâm ngoắt sang bên rồi đứng dậy nói tiếp. Tôi nói vớ vẩn sao, chắc là ông không biết người yêu cũ mình mang thai đâu nhỉ. Bà Hạ Liên sau khi chia tay với ông đã có thai Hạ Băng Tâm. Vợ ông vì sợ cô ta sẽ quay trở về tranh giành gia sản cho nên đã tìm đủ mọi cách để khiến mẹ con Hạ Liên sống không yên không ổn. Ánh mắt sắc như dao của Viên Tinh Tinh lại chĩa mũi về phía Hạ Băng Tâm. Chắc cô còn nhớ chuyện Lộ Ánh Nóng năm ấy nhỉ? Đó đều là do vợ ông ta thuê tôi làm đó. Có trách thì nên trách người cha đẻ của cô vô tâm vô tình mà vứt bỏ mẹ con cô ở lại để cưới người khác. Lộ Giản Vân dường như suy sụp, sống mũi cày cày đầy xúc động. Những gì cô nói đều là thật sao? Ánh mắt Viên Tinh Tinh nóng như rực lửa, môi cô ta nhếch lên nụ cười đều. Chẳng lẽ tôi còn đi lừa người sắp chết được sao? Lộ Giản Vân, trên thương trường ông là kẻ thường dùng mưu hèn kế bẩn, trong tình yêu ông là kẻ phụ tình, đối với tình phụ tử thì ông là kẻ khốn kiếp. Loại người như ông đâu xứng để tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Toàn thân Lộ Giản Vân du lên bần bật, ông ta đau lòng nhìn sang phía Hạ Băng Tâm, sự bất lực và hối hận ẩn dật tận sâu trong đáy mắt người đàn ông ấy. Dường như bao nhiêu mù mù thủ đoạn đã biến ông trở thành người xấu xa trong mắt cô. Ấn tượng duy nhất của cô đối với người ba ruột là sự khốn kiếp và lừa lọc, thật đáng để thất vọng, thật không đáng để vị tha. Khóe mắt Hạ Băng Tâm rưng rưng, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi trên đôi gò má lạnh tanh. Trái tim cô như có thứ gì bóp nghẹn, vô cùng đau đớn và xót xa. Hà Lộc Thần nhân cơ hội Viên Tinh Tinh không để ý mà dịch về phía Hạ Băng Tâm. Anh chậm chậm nắm hai tay mình lên đôi tay lạnh của cô. Lúc cô giật mình quay sang nhìn anh thì anh ghé tai cô thầm thì. Bây giờ không phải lúc ôn chuyện cũ, chúng ta phải thoát ra trước cái đã. Em giúp anh kéo dài thời gian để anh cởi dây thừng ở tay em. Hạ Băng Tâm thoáng gật đầu đồng ý. Cô khẽ nhắm hai mắt để ngăn lại dòng chảy của cơn mưa tuyệt vọng. Về Tình Tình, cô nghĩ tôi sẽ tin những gì cô nói sao? Cho dù ông ấy có là ba tôi thật thì cô cũng không có quyền gì mà nhận xét cả. Quả nhiên những lời đó đã chọc vào dây thần kinh tự phụ của Viên Tình Tình. Cô ta lườm Băng Tâm một cái rồi nói tiếp. Tôi lại thích làm trái lời của đó, Hạ Băng Tâm. Cô không thấy hận ông ta một chút nào sao? Lẽ nào cô không nghi ngờ cái chết đột ngột của mẹ mình một chút nào sao? Đúng thế, trước lúc Hạ Liên ra đi, tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo. Hơn nữa, bác sĩ còn nói là bệnh tình chuyển biến tốt, nhưng không lâu sau đó, bà đột ngột ngừng thở. Cô cứ nghĩ là do sức khỏe mẹ yếu nên không còn muốn chống chọi với những cơn đau nữa. Ý cô là gì? Viên Tình Tình ghé thấp miệng xuống sát tai Hạ Băng Tâm thì thầm. Mặc dù vậy, nhưng âm lượng cô ta phát ra đủ để hai người bên cạnh nghe thấy. Trước khi mẹ cô chết thì Đinh Thuần Á đã có mặt. Cô nghĩ xem hai chuyện này có thực sự là tình cờ không? Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc lẹm đâm xuyên vào trái tim Hạ Băng Tâm. Cô đau đến quặn lòng, tuyệt vọng tới vô cùng tận. Làm sao mà cô biết những chuyện này? Cô nghĩ tôi sẽ làm việc cho người ta không công sao? Ít nhiều gì tôi cũng phải chiều đường lui cho mình chứ. Có chết thì tôi cũng phải lôi các người chết chung. Với tinh khí của Viên Tinh Tinh thì quả thực sẽ không dễ dàng nghe người khác sai khiến, mà ít ra cô ta cũng phải nắm được một vài bí mật của đối phương. Đối với Hạ Băng Tâm thì sự thật này khó lòng chấp nhận. Cô thực sự không ngờ người đứng sau thâu tóm tất cả những tội ác lại là vợ của ba mình. Rõ ràng là mẹ con cô chưa từng có ý định tranh giành sản nghiệp gì, cũng chưa từng làm hại ai. Tại sao bà ta cứ phải dồn cuộc sống của mẹ con cô vào đường cùng? Lộ Giản Vân đau lòng như cắt, nước mắt rơi như mưa. Ông xót xa cho Hạ Liên đã mất. Ông không ngờ người phụ nữ trùng chăn gối với mình suốt bao năm lại thâm độc tới mức đó. Ông hận chính bản thân mình vì suốt một đời chỉ biết mù mù tính toán nhưng lại không bảo vệ được người mình yêu. Về Tình Tình, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, không liên quan gì tới hai đứa nó. Mau thả chúng ra đi, có gì thì cứ nhắm vào tôi là được.
Về Tình Tình bị Thù Hận che mở mắt, cậu ta không còn phân biệt được đúng sai nữa. Không liên quan sao? Cuộc đời tôi thành ra như bây giờ đều do họ bàn trò. Tại sao cứ phải là Hạ Băng Tâm nổi bật và tài giỏi hơn tôi? Tại sao cô ta cứ xuất hiện để ngáng trần tôi? Những năm tiểu học luôn xếp đầu lớp. Từ khi sang trung học, lúc cô ta chuyển đến thì vị trí đứng thứ nhất luôn thuộc về cô ta. Cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng chỉ dừng lại ở hạng 2. Khi tôi đang ổn định ở BNC thì cô ta một lần nữa xuất hiện và chiếm đoạt mọi cố gắng của tôi. Người ta nói tôi là kẻ dậm chân tại chỗ. Người ta nói tôi không có tư cách gì để đấu với cô ta. Các người có hiểu cảm giác ấy là thế nào không? Nãy giờ Hà Lạc Thần vẫn im lặng, nhưng hiện tại thì không thể nữa. Về Tình Tình, cô nói sai rồi. Đó đều xuất phát từ lòng ghen tị của cô. Ngay từ ban đầu, cô đã ác cảm với Băng Tâm. Cô đã làm điều sai trái với cô ấy trước. Và trên đời này luôn có luật nhân quả. Những gì hôm nay xảy ra với cô đều là hậu quả mà cô tự mình gây ra. Đương nhiên, Vệ Tinh Tinh sẽ không cam tâm. Cô thấu hận nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Hàn Lạc Thần. Hậu quả sao? Chẳng phải đều là vì anh sao? Tôi vì yêu anh mà bỏ qua tự tôn và sĩ diện, vì anh mà cố gắng. Vậy mà anh không những không để tâm mà còn sỉ nhục tôi trước mặt cấp dưới của tôi. Còn bây giờ anh vì cô ta mà không từ thủ đoạn để dụ dỗ tôi, tạo nên sự việc chấn động, khiến tôi không còn mặt mũi để gặp bất cứ ai. Giọng Hà Lạc Thần gắt gỏng. Cô cũng biết đến mặt mũi sao? Thế còn Băng Tâm thì sao? Cô đã bao giờ nghĩ tới những gì mà cô ấy phải chịu chưa? Khi đó cô ấy 15 tuổi, so với cô bây giờ thì còn quá nhỏ để biết mình phải làm gì. Nhưng cô vẫn nhẫn tâm để cô ấy vào đường cùng, không cho cô ấy chút cơ hội sinh tồn nào. Cô khiến cô ấy phải biệt từ quê nhà tới nơi khác, bố cô ấy rơi vào trầm cảm một thời gian dài. Những gì hôm nay cô chịu đều là nghiệp mà cô từng làm trong quá khứ, chỉ là tôi trả lại cho cô thôi. Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì Hạ Băng Tâm vẫn là người đau lòng nhất. Cô không ngờ bản thân trong mắt người khác lại xấu xa tới như vậy, càng không ngờ bản thân lại bị kéo vào mớ hỗn độn không tên này. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ tranh giành bất cứ thứ gì. Đối với cô, mọi thứ danh lợi chỉ là hư vô, nhưng vô tình cô vẫn bị xoáy sâu vào trong đó. Về Tình Tình, cô đừng tiếp tục sai lầm nữa. Cô mau thả chúng tôi ra đi. Bây giờ chắc là người nhà chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Nếu cô còn cố chấp, sẽ trở thành người phạm pháp đó. Dường như bây giờ, bất cứ lời nào cũng đều không lọt vào tai Viên Tình Tình nữa. Hờ, cho tới khi cảnh sát tìm đến, thì các người đã bị thiêu thành tro tàn rồi. Nói xong, cô ta bước tới, nhấc thùng xăng đặt bên góc nhà lên, chậm chậm mở nắp ra, rồi thẳng tay hất đổ nguồn xăng tung tóe khắp mọi nơi. Mùi hăng của xăng hắt lên khiến ba người họ khó chịu vô cùng. Với sự điên cuồng của Viên Tình Tình, hiện tại chỉ e là cô ta sẽ thật sự trong lửa. Chỉ còn một mùi lửa xuống thì căn nhà này sẽ trở thành tro tàn, ba người họ sẽ biến thành hồn ma dạ quỷ, không trốn nương thần. Nhưng hiện tại, cho dù là ai có nói gì thì cô ta đều sẽ không nghe. Có lẽ sự ân thù đã sớm che mở đi đôi mắt cô ta, khiến cô ta biến thành con quỷ đội lốt người, chỉ nhắm mắt làm càn mà không nghĩ đến hậu quả. Từ trong túi quần Viên Tình Tình kéo ra một chiếc bật lửa, ánh mắt căm phẫn, cô ta đảo nhìn ba người xung quanh. Môi cô ta nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo. Hà Lạc Thần cố gắng kéo tay mở sợi dây thừng siết tay Hạ Băng Tâm, nhưng sở dĩ anh cũng bị trói chặt cho nên rất khó để cử động. Hơn nữa mắt lại không tiện nhìn, cho nên chỉ đành tùy tiện tháo từng mối buộc, hy vọng sẽ không phán đoán sai. Băng Tâm, ráng chịu đau một chút nhé. Thỉ thoảng bị sợi dây cứng siết lấy khiến Hạ Băng Tâm nhăn mặt, nhưng thay vì ngồi yên chờ chết thì cô vẫn nhất quyết không từ bỏ hy vọng. Chiếc bật lửa trên tay Viên Tình Tình vừa lóe sáng thì sợi dây thừng trên cổ tay của Hạ Băng Tâm vừa được nối lỏng. Khi thấy Viên Tình Tình châm mũi lửa lên, cô vội vã quay đầu mở trói giúp Hà Lạc Thần, sau đó tới Lộ Giản Vân. Chỉ trong chốc lát, ánh lửa đã tỏa đi khắp căn phòng, chặn lối ra cửa của ba người họ. Viên Tình Tình đứng đằng xa đắc ý cười lớn. Cho dù các người có cởi được trói thì sao, bây giờ cũng muộn rồi, các người đừng mơ mà thoát ra được. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn,
tỏa ra luồng khí đốt ào ạt xông vào mũi, khiến bọn họ khó thở. Hà Lạc Thần nhìn thấy khe hở giữa các ngọn lửa, bèn kéo Hạ Băng Tâm và Lộ Giản Vân theo đó mà thoát ra. Nhưng khi tới lượt anh thì bị Viên Tình Tình cản lại. Ông mau đưa cô ấy ra ngoài đi, nhanh lên. Hạ Băng Tâm thất thanh hét lớn. Không, có gì thì cùng nhau ra. Lạc Thần, anh đừng làm như vậy. Mặc dù Lộ Giản Viên cũng không đành nhìn Hạ Lạc Thần chôn vùi trong biển lửa, nhưng nếu ông ta còn không kéo Hạ Băng Tâm ra thì cả ba sẽ cùng chết. Băng Tâm, chúng ta ra ngoài trước đã. Hai bọn họ vừa ra tới cửa thì cảnh sát liền ập tới. Các đồng chí phòng cháy chữa cháy nhanh chân dập lửa và cứu người. Hạ Băng Tâm rũ rượi gục xuống đất. Trình Nhu và Lục Viễn vội chạy tới đỡ lấy cô. Anh ấy sẽ không sao đâu, đừng lo quá. Hai hàng nước mắt trên bờ mi Hạ Băng Tâm chảy dài. Cô hy vọng trong sự tuyệt vọng, nếu như anh thực sự xảy ra chuyện thì cô sẽ phải làm sao. Càng nghĩ càng khiến lòng cô chết lặng. Một lúc sau đó, Hạ Lạc Thần được khiêng ra nguyên vẹn, nhưng anh đã ngất xỉu. Lục Viễn thấy vậy bèn chạy tới. Tôi là bác sĩ, hãy để tôi sơ cứu cho cậu ấy trước. Hạ Băng Tâm nắm chặt lấy đôi bàn tay nóng hổi của Hạ Lạc Thần áp bên gò má, chảy đầy nước mắt của cô. Giọng cô nghẹn ngào như bị một bàn tay vô hình bóp chặt nơi cổ họng. Lạc Thần, anh phải cố lên, nhất định đừng xảy ra chuyện gì cả. Sau một lúc sơ cứu thì Lục Viễn thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không sao nữa đâu, cậu ấy ổn rồi. Lướt mắt thấy Viên Tình Tình cũng ngất đi vì ngạt thì Lục Viễn chậm bước lại. Thấy vậy, Trình Nhu bèn ngăn cản. Đừng cứu cô ta, cứ để cô ta chết đi. Lục Viễn lắc đầu. Không được, dù cô ta có phạm lỗi lớn gì thì cũng đã có pháp luật xử lý. Tôi là bác sĩ, không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân chết ngay trước mặt mình được. Hạ Băng Tâm sụt sịt ngước lên nói. Trình Nhu, để anh ấy cứu người đi. Một lát sau, xe cấp cứu tới, cả Hạ Lạc Thần và Viên Tinh Tinh đều được chuyển đến bệnh viện. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe của anh ít nhiều gì cũng chịu tổn thương, dù sao cũng đã hít không ít khói bụi vào mình. Sau một đêm đặng đẵng, Hạ Lạc Thần mới tỉnh lại. Hạ Băng Tâm mừng rỡ áp đầu mình sát ngực anh, sụt sịt nức nở. Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi, anh làm em lo chết đi được. Anh yếu ớt xoa nhẹ đầu cô, bờ môi nhợt nhạt gắng hé lên nụ cười. Không sao, anh chưa chết được đâu, còn bao nhiêu lời hứa chưa thực hiện cho em nữa mà. Lời nói của anh khiến cô bật cười, tiếng cười hoa cùng dòng nước mắt. Cho dù anh có chết thì em cũng sẽ lội xuống âm tàu địa phủ tìm anh hỏi nợ cho bằng được. Người ta nói không sai, sau khi trải qua giây phút sinh tử thì con người sẽ biết trân quý hơn những gì mình đang có. Vào lúc anh tưởng mình không còn cơ hội được sống tiếp thì anh thực hối hận vì trước kia đã không làm thật nhiều việc cùng cô. Lúc trước anh chưa từng biết trân trọng bản thân mình, anh luôn nghĩ sống chết có số, nhưng khi bước vào ngưỡng cửa thập tử nhất sinh thì anh lại khao khát sống hơn bất cứ khi nào. Dù thế nào thì anh cũng không nỡ rời xa em. Viên Tình Tình cũng dần tỉnh lại, cô ta thoát chết trong gang tấc. Đáng tiếc khi nằm trên giường bệnh, cô ta mới thực sự hối hận về tất cả, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Ngày cô ta bị cảnh sát giải lên đồn thì Hạ Băng Tâm cùng Hạ Lạc Thần đứng trước phòng bệnh nhìn cô ta. Đôi mắt ướt nhòe mi mắt của cô ta chứa đầy sự sám hối. Khi đi qua cô thì cô ta chợt nắn lại một chốc, nghẹn ngào nói ra mấy lời sau cuối. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tuy là lời xin lỗi muộn màng, nhưng Hạ Băng Tâm hy vọng sau khi Viên Tình Tình trả xong nghiệp lần này thì về sau sẽ sống thật tốt. Không lâu sau, khi Viên Tình Tình bị bắt thì Lộ Giản Vân dẫn theo vợ ông ta tới gặp Hạ Băng Tâm. Băng Tâm, bà biết là bà sai, dì ấy cũng sai, nhưng mà... Hạ Băng Tâm quay lưng về phía Lộ Giản Vân, cô quẹt vội đi giọt nước mắt, nghẹn ngào. Nếu ông tới đây để xin cho bà ta thì không cần đâu, hai người mau đi đi. Lộ Giản Vân chua xót nói. Tất cả mọi chuyện đều là do bà, con muốn trách cứ trách bà, nhưng dì ấy thực sự không có ác ý đâu. Bà tin dì ấy không nữa hại hai mẹ con đâu, chỉ là nhất thời bị xúc động thôi. Từng câu từng chữ như lưỡi dao cùn cứ đứt từng mảnh tâm can của Hạ Băng Tâm. Cô xoay đầu nhìn Lộ Giản Vân
bằng ánh mắt căm hận. Cứ hận vợ ông ta một thì hận ông ta mười. Không đỡ sao? Không đỡ. Mà bà ta tìm mọi cách để bước mẹ con tôi vào đường cùng. Không đỡ. Mà bà ta không từ thủ đoạn để ép chết người thoi thóp trên giường bệnh. Ông nghĩ lại xem, mình có xứng đáng với những gì mẹ tôi dành cho ông không? Đốt bao đắng cay vào lòng, Hạ Băng Tâm nghẹn ngào nói tiếp. Suốt 20 năm qua, mẹ tôi chưa từng động lòng với bất cứ ai. Nhưng đổi lại, với sự chân thành thì bà nhận được gì từ ông? Là sự vô tình, cạn nghĩa hay sự thờ ơ như không hề có chuyện gì của ông? Vậy mà hôm nay, ông còn tự cách đứng đây để cầu xin cho bà ta sao? Ông không xứng, bà ta cũng không đáng để nhận được sự tha thứ của mẹ tôi. Những lời Hạ Băng Tâm nói như thấu vào tâm can Lộ Giản Vân. Ông ta run rẩy lùi về sau rồi ngã, tấm lưng rũ rượi vào tường. Trái tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn. Một mình ông phá hoại cuộc đời của hai người phụ nữ, phá hoại hai thế hệ con cái. Đinh Thuần Á bước tới, sắc mặt bà ta rất tệ, đôi mắt đỏ ngầu thầm rơi xuống những giọt nước mắt muộn màng. Là tôi có lỗi với mẹ cô, không liên quan gì tới ông ấy cả. Dù thế nào thì ông ấy cũng là ba ruột của cô. Đừng tuyệt tình như vậy. Cô muốn gì tôi đều sẽ chịu tất cả mọi hình phạt. Những giọt nước mắt sầu bi tuôn chảy trên đôi má lạnh lẽo của Hạ Băng Tâm. Cho dù Đinh Thuần Á có chịu trách nhiệm gì thì mẹ cô cũng đã không còn trên cõi đời này nữa. Đối với cô, thù hận không là gì. Cô chỉ muốn có mẹ, nhưng đó lại là điều không thể. Vào lúc cô rũ rượi suýt ngã xuống thì Hàn Lạc Thần nhanh tay đỡ lấy cô. Các người quay về đi. Điều mà cô ấy muốn không phải là lời xin lỗi hay truy xét trách nhiệm của ai. Nhưng bây giờ mẹ cô ấy đã không còn. Các người vĩnh viễn không trả được cô ấy thứ mà cô ấy muốn đâu. Từ nay về sau đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy nữa. Khi Lộ Giản Vân quay lưng định rời đi thì Hạ Băng Tâm lên tiếng gọi. Khoan đã. Tay cô run run rút từ túi xách ra một miếng ngọc xanh biếc tinh xảo rồi đưa về phía Lộ Giản Vân. Đây là thứ mẹ tôi trả lại ông, xem như giữa hai người đã hết tình. Hy vọng kiếp sau bà ấy sẽ không phải gặp lại ông. Hy vọng bà ấy sẽ dành tình yêu một đời cho người xứng đáng. Lộ Giản Vân run rẩy nhận lấy miếng ngọc. Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng nó vẫn còn sáng bóng và vẹn nguyên. Ông nhớ trước kia Hạ Liên rất thích ngọc và đá quý, vì thế sau một lần đi Pháp ông đã đem miếng ngọc sáng này tặng bà xem như lời đính ước. Chỉ có điều lời đính ước vẫn còn đó, nhưng ông đã phụ tấm chân tình của bà. Bao năm qua ông cứ nghĩ bà sẽ sống tốt, bà sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng để dựa dẫm, nhưng lại không ngờ chính ông lại đẩy bà vào đường cụt. Sau khi ông kết hôn với Đinh Thuần Á thì lòng luôn nhớ tới Hạ Liên. Một lần tình cờ bị Thuần Á bắt gặp, ông đang ngắm ảnh Hạ Liên và thầm rơi nước mắt. Từ đó sự căm hận của Thuần Á đều đổ lên mẹ con Hạ Liên. Bà ta tìm đủ mọi cách để hành hạ mẹ con bà. Suy cho cùng thì mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ phía Lộ Giản Vân. Nếu như khi xưa ông dứt khoát hơn thì đã không hại tới cuộc đời hai người phụ nữ. Thời gian không lâu sau, Đinh Thuần Á cũng bị bắt. Bà ta phải trả những gì cần trả. Riêng Lộ Giản Vân tự thú về hành động ăn cắp bản quyền của biển dây. Ông cảm thấy bản thân không xứng đáng để làm một người ba, càng không đáng để sống tốt phần đời còn lại. Hạ Băng Tâm mới tắm xong, đang ngồi ở trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng. Bỗng nhiên, Hạ Lạc Thần xuất hiện từ phía sau, hai bàn tay đặt nhẹ trên vai cô, đầu cúi sát xuống tai cô, thì thầm. Mấy ngày ở bệnh viện khiến gân cốt anh mềm nhũn hẳn ra. Em nói xem, anh có nên tập thể dục một lát không nhỉ? Vì đang tập trung vào việc thoa kem dưỡng, cho nên Hạ Băng Tâm không hề nhận ra sự lưu manh trong lời nói của Hà Lạc Thần. Ồ, ai muốn thì cứ tập. Đến khi giật mình, sức tỉnh thì mọi chuyện đã thành, lời cô vừa nói đã sập ngay vào cái bẫy mà anh giăng ra. Đương nhiên, Hà Lạc Thần sẽ không bỏ qua cơ hội, lại càng không để cô có thể phản kháng. Anh nhanh tay bế cô lên giường và bắt đầu vào việc. Từ lớp quần áo vương víu đều bị anh cởi ra, bờ môi anh đoạt lấy làn môi mềm mại, không chút phòng bị của người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. Hai cánh môi điêu luyện trao nhau nụ hôn nồng nàn. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, chiêu trò khích tướng của anh thành công áp đảo lý trí cô, đưa cô dần chìm sâu trong sự hưởng thụ. Là một đêm xuân sắc trôi qua.
Show thời trang ở Mỹ của Hạ Băng Tâm thành công ngoài mong đợi và kết thúc sớm hơn dự định. Cô cố tình âm thầm trở về nước mà không báo trước với Hà Lạc Thần. Hơn nữa, còn mang về một bất ngờ lớn dành cho anh. Nhìn thấy vợ đột ngột xuất hiện trong phòng khiến anh vô cùng xúc động. Anh nhào tới, ôm chầm lấy, không nói lời nào mà trực tiếp bế lên giường. Anh cháy bỏng, hôn lên làn môi mềm của cô, nụ hôn đồng đàn như để khỏa lấp đi bao nỗi nhớ. Khi tay anh bắt đầu mò mẫm vào nơi nhạy cảm thì cô liền ngăn lại. Khoan đã, em có quà muốn tặng anh. Anh tỏ ra không quan tâm, tiếp tục vào việc chính. Để xem sau đi, anh thực sự rất nhớ em. Cô vẫn tiếp tục ngăn cơn điên cuồng của anh lại. Không được, bắt buộc anh phải xem ngay bây giờ. Không còn cách nào khác, Hà Lạc Thần chỉ đành đồng ý với vợ xem quà trước. Từ trong vali, Hạ Băng Tâm lấy ra một chiếc hộp quà màu xám nhỏ rồi đưa sang cho chồng. Hà Lạc Thần cẩn thận mở món quà, bên trong đó trông rỗng, chỉ có một vật nhỏ dài dài. Đây là gì? Que thử thai. Anh chậm chậm lấy ra xem, bên trên đó in hẳn hai vạch đỏ chót. Thế nhưng trông sắc mặt anh lại không chút bất ngờ nào, chỉ nhíu mày khó hiểu. Hai vạch có nghĩa là sao? Có thai. Có. Dường như anh phản ứng hơi chậm đi nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Vì quá xúc động, anh vội lao tới ôm chầm lấy cô, trên khóe mắt lã chã những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Cái ôm thắt chặt khiến Hạ Băng Tâm cảm thấy khó thở, cô vội đẩy anh ra. Buông em ra, anh làm em và con nghe thở rồi đó. Xin lỗi. Anh nhẹ buông tay rồi quỳ chân xuống, ghé sát tai vào bụng vợ. Anh làm gì vậy? Nghe xem thử con chúng ta thế nào. Bây giờ chắc con mới bằng Hà Đỗ, làm sao mà anh nghe thấy được. Mặc dù có nhiều sự luống cuống và vụng về khi lần đầu làm ba, nhưng trong Hà Lạc Thần vui biết bao nhiêu. Đó là sự kiện chấn động của nhà họ Hàn suốt nhiều tháng liền. Trong nhà đâu đâu cũng ngập tiếng cười giòn tan và hạnh phúc. Tại resort Viễn Lăng, Hạ Băng Tâm không hiểu vì sao Trình Nhu lại bảo cô mặc chiếc đầm trắng rồi tới resort năm sau này đợi. Sau đó cô ấy lại gọi điện chỉ dẫn đường cho cô tự mình đi vào trong. Giữa trung tâm chính tụ họp rất đông khách mời. Từ trong đám đông đó, Hà Lạc Thần lịch lãm trong bộ vest trắng bước dần về phía Hạ Băng Tâm. Trên tay anh cầm bó hoa tươi rất đẹp. Đồng chí Hạ Băng Tâm, cô có đồng ý cùng Hà Lạc Thần bước lên lễ đường một lần nữa hay không? Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ khiến Hạ Băng Tâm xúc động đến rơi nước mắt. Cô thẫn người nhìn Hà Lạc Thần một lúc lâu rồi cũng khoác chặt tay lên cánh tay anh. Tôi đồng ý. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của khách mời trước niềm hạnh phúc vô bờ của cô dâu và chú rể. Tuy không phải là lần đầu cô sánh vai cùng anh lên lễ đường, nhưng là lần đầu tiên cô thấy mình hạnh phúc, vẫn cùng là một chú rể. Nhưng giờ đây anh thật lòng muốn cưới cô, muốn lấy cô làm vợ, muốn cùng cô sinh con đẻ cái, muốn tôn sủng cô như nữ hoàng. Sau một màn chào nhận cưới, sẽ tới lúc đọc lời tuyên thệ vợ chồng. Chú rể mở lời trước. Bà xã, sau này em sẽ là nữ hoàng của đời anh. Tuy rằng con đường để chúng ta đến với nhau không được suôn sẻ, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn nắm tay nhau đi đến hết đời này. Tiếp sau lời chú rể sẽ tới cổ dâu. Hà Lạc Thần, điều em muốn nói với anh rất ngắn gọn, nhưng anh phải nghe cho thật kỹ. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim, yêu cả đời này. Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh, cũng như nhấn màn hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.